Buổi học trước thì chúng ta đang học dở cái bài kệ số 150 ha. Đề cập về cái nàng của nó, Rupananda. Thì trong cái câu chuyện mà buổi học trước là chúng ta đã khi mà đề cập về gọi là tên tên của cái duyên sự, tức là nàng Rupananda ha, khi mà người thân của nàng, tức là bao gồm anh họ của nàng, tức là ngài ngài Thái tử Siddhartha ha, đã tu tập và chứng đắc quả vị chánh này chánh giác nha. Rồi sau đó rồi những thân bằng quyến thuộc của nàng ta cũng đã xuất gia nha. Rồi sau khi nàng ta thấy rằng đó là thân quyến của mình đó, những cái người mà gọi là mình quan tâm nhất kìa, đã xuất gia hết rồi nha. Cũng đã chứng quả cũng có nha. Cho nên là nàng ái luyến với cái tâm ái luyến về chính xác thân của mình, cũng như là ái luyến và thân quyến nha. Cho nên là bắt đầu mới sinh xuất gia vào trong giáo pháp của Đức Gautama nha. Tuy nhiên khi mà xuất gia rồi đó thì không vì cái mục đích mà xuất gia, tức là không có phải vì hướng đến cái sự giải thoát chấm dứt một khổ tự sanh luân hồi, mà vì đó là sống ở trong đây đó, rồi được gặp các thân quyến, rồi bắt đầu là cũng cũng thỏa thích với cái việc, tức là ưa thích cái vẻ đẹp của sắc thân của mình nhờ. Cho nên nàng ta không có bao giờ mà đến nghe pháp từ Đức Phật nhờ, dẫu rằng đã xuất gia vào trong giáo pháp này rồi. Thì khi mà thấy các vị tỳ kheo khác khi mà đi nghe pháp trở về, đã tán thán những cái pháp thoại cho Đức Thế Tôn thuyết để đem đến lợi ích cho chư thiên và nhân loại, khiến rất là nhiều người chứng đắc quả vị vậy. Cho nên nàng nàng của ta cũng trở nên cái sự tò mò vậy. Cho nên cũng muốn mà đi nghe pháp nhưng mà với mục đích đó, tức là ngồi khuất mặt Đức Thế Tôn vậy, không cho Đức Thế Tôn biết rằng đó là đã đến vậy. Vì rằng nàng ta cũng biết rằng nếu mà tại vì Đức Phật ở trong giáo pháp của ngài đó, là ngài luôn luôn đề cao về khía cạnh, tức là phải quán xét rằng các năm thủ uẩn này đều là khổ, đều là vô thường, đều là vô ngã cả. Cho nên ngài luôn luôn chỉ trích luôn luôn đề cao về cái hạnh gọi là tu mà quán về thân thể trược vậy. Cho nên là ta rất là ngại khi mà nghe được những cái đề tài như vậy. Rồi hôm nọ đó thì chúng ta đã có đề cập đến gọi là có bốn cái ha, có bốn cái Lokasanni Vase đây này, Lokasanni Vase tức là bốn cái gì, bốn cái gọi là bốn cái cách mà lượng xét về hội chúng ha, Sanni Vase tức là cái hội chúng đó, hội chúng ở đời có bốn cái hội chúng mà có thể mà Bama đi kia ở đây là tính từ, hay chúng ta chia cùng cách với lại sanh lý qua xe đây này. Hay nghĩa rằng tức là được được xét thấy, được đo lường nhỉ, được lượng xét nhỉ. Thì ở đây có bốn cái có bốn cái hạng loại ha, bốn cái hạng loại chúng sanh như vậy. Thì trong cái câu này đó, hôm bữa đó là chúng ta có đề cập đến là cái gì đây, thật vậy ha. Thật vậy tức là trong bốn cái hạng loại mà chúng sanh mà được 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 được, được xét thấy ở đời đó, được xét thấy ở đời thì những cái chúng sanh mà gọi là Apakkha quá, như vậy đó là cái gì đây, Basado na upachati nha, đó là cái lòng tịnh tính, cái lòng mà hoan hỷ ha, cũng không có khởi sanh.
Rồi phía trước chúng ta có là ye sang tatha gat tăng vasanta năng. Tức là đối với những ai mà diện kiến Đức Thế Tôn đó, tức là giàu không có khởi sanh cái niệm tỉnh tính nhiều thì cũng là basado na upajjati, là cũng khởi sanh một chút ít cái niệm tỉnh tính đó ha. Rồi đây mới phân loại ra nó là bốn cái hạng loại chúng sanh đây này. Khi mà đề cập gọi là rupapamanika, tức là có cái chúng sanh mà ở đời, có cái chúng sanh ở đời, tức là họ nặng, họ như họ thiên về khía cạnh gọi là về ngoại tướng, về ngoại tướng. Pamanika chúng ta dùng cái nghĩa tức là họ xét thấy họ đề cao vậy. Họ xét thấy họ đề cao về gọi là cái ngoại tướng ha. Thì thật vậy, khi mà đối với những người, tại vì ở đây là chủ từ nữa này, động từ chúng ta sẽ phải bác sĩ đăng tí là số nhiều nè, nó cũng khởi sanh cái niềm hoan hỷ nữa này. Thì những người mà gọi là đặt nặng về khía cạnh gọi là ngoại tướng đó, thì như thế nào? Thì sau khi mình nhìn thấy cái thân tướng mà vàng ròng với đầy đủ gọi là 32 đại nhân tướng cũng như là 80 cái vẻ đẹp phụ, Batimandita ở đây tức là đây là quá khứ phương từ mang nghĩa rằng tức là được trang điểm, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng tức là cái gì, cái thân tướng sariran này chỉ cùng cách nè, batimandita này chỉ cùng cách sariran nè, tức là thân tướng mà vàng ròng ha, xung quanh nó là màu vàng ha, quanh nó tức là màu đó ha. Có thân tướng tức là màu vàng ròng như vậy, và được và có được, chúng ta dùng thì người có được ha, chứ đừng có điểm tô vì rằng đây là những cái phúc tướng của ngài, là sanh ra là ngài đã có rồi, chứ không phải là bằng cái việc tức là thêm thắt vào sau đó vậy. Cho nên là chúng ta dùng nghĩa tức là đã có ha, đã có những cái lắc khai ná, những cái biểu tướng đó, những cái đặc điểm mà những cái dấu chỉ, những đặc điểm của bậc đại nhân, dạ, lắc khai ná này, rồi kèm theo tức là 80 cái là anuk chen chen ná ha, là 80 cái cũng là cái phần mà phần phụ đó, anuk chen chen ná phần phụ đó, tức là những cái tiểu tướng nhỏ ha của Đức Thế, của bậc Như Lai vậy. Thì sau khi mình nhìn thấy cái thân tướng của Đức Thế Tôn, mang nghĩa rằng đó, tức là đối với những ai đó mà đặt nặng về khía cạnh gọi là ngoại tướng, tức là ví dụ như các vị Bà La Môn mà am tường về gọi là tướng số cũng như là bói toán vân vân đấy, thì khi mà đi đến gặp cái ngoại diện của Đức Thế Tôn vậy, thì họ cũng sẽ phát khởi lên cái niềm tin như vậy. Họ khác phát là cái bác sĩ đăng tí hả, họ cũng khởi lên cái sự hoan hỷ. Rồi cái Gosa và Manika cũng như vậy, thì đối với những cái người mà gọi là đặt nặng về khía cạnh gọi là âm thanh đó, đặt nặng về khía cạnh âm thanh ha. Đợt trước thì chúng ta cũng đã nói rằng đặt nặng về khía cạnh âm thanh thì như thế nào, thì sau khi mà nghe ha, suốt toa này, sau khi mà nghe, ở đây có hai loại cái Gosa này ha. Cái vô xá mà vú ná tức là nghe về những cái đức lành, những cái đức lành của bậc đạo sư ha, mà được vun bồi. Chúng ta phải hiểu rằng bát quát tăng ở đây tức là gì, những cái đức lành mà gọi là hiện có ha, bát quát tá rồi tên hiện có, như vậy đó, là ở đây chia cùng cách thì là cái vô xăng nè, tức là nghe những cái âm thanh mà về cái đức lành của bậc đạo sư mà hiện có, do dựa vào gọi là nhiều cái kiếp sống, nhiều hàng trăm cái kiếp sống mà ngài đã huân tu, trong lúc ngài huân tu gọi là đã là huân tu thiện pháp ha, hay được gọi là đang vun bồi tạo trữ 30 cái pháp hành ba la mật như vậy đấy, và cũng như là cái gì, và cũng như là sau khi nghe được cái pháp thoại, mà tức là sau khi ngài chứng đắc quả vị chính là chánh giác, rồi bắt đầu ngài tuyên thuyết giáo pháp toàn hảo đoạn đầu, toàn hảo đoạn giữa, toàn hảo đoạn cuối ha. Đấy, thì với cái âm giọng của bậc chánh hạnh chánh giác như vậy đó, khi mà nghe cái âm thanh mà gọi là vô sanh này nè, Dhamma Desana vô sanh chát, và cái âm thanh mà từ các pháp thoại với đầy đủ những cái yếu tố của bậc đại nhân vậy. Đó, thì họ cũng khởi lên cái Pasidanti này, họ cũng khởi lên cái niềm hoan hỷ được ha. Rồi hôm bữa là chúng ta đang hướng tới đây. Rồi bây giờ xin mời một vị không nghĩ đọc cái khổ này. Thưa sư, đọc lúc khắp bá Manika Bissá,
Jivaradiluka tang Patitya Basidanti Dhamma Pamanikati Evarupang Rasa Palasa Silang Evarupo Samadhi Evarupa Panya Bhagava Siladihi Gunehi Asamo Apati Bukalo Ti Basidanti Tesang Tanga Tasa Gunang Kathentanang Mukhang Napa Huti Rupa Nanda Bikuni Nanjeva Upasika Nanja Santika Tathagatasa Unakatang Sutwa Chintesi Atik Viya Mepatikasa Vanang Kathenti Yeva Ekadiva Sampi Me Rupe Dosang Kathento Kittakang Kathesati Yang Nuna Hang Bikuni Hi Sattin Gantua Athanang Adase Tuapa Tathagatang Basitua Dhamma Masa Sunitua Agachai Yanti Sa Ahangpi Chasa Ahangpi Acha Dhammasa Wannam Kamisamiti Bikuni Nang Arocheti. Dạ, tôi sư hô xin hết ạ. Rồi kế tiếp hai cái khía cạnh tức là cái gì? Cái rupa và cái gosa rồi ha. Tức là đối với cái nhóm người mà đặt nặng về là ngoại hình đó, cũng như là âm thanh nè. Rồi kế tiếp tức là cái nhóm người mà đặt nặng về cái gì nè? Ở đây chúng ta ở đây lu khá ha. Lu khá bamanika. Lu khá bamanika biết ha, asat. Lưu khá ở đây là gì? Cái sự mà nó là tính từ nha, mang nghĩa tức là thô ráp. Chúng ta phải hiểu rằng tức là ám chỉ như thế là cái hạnh tu gọi là khắc khổ như vậy đó, hạnh tu khắc khổ ha. Thì như vậy là như thế, chúng ta coi tiếp là cái gì đây? Đối với người mà gọi là đặt nặng về khía cạnh gọi là khắc khổ đó thì chi qua ra đi. Lukha tăng paticca pasidanti thì sẽ hoan hỷ khi mà dựa vào ha paticca nè. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái việc mà khắc khổ đối với y phục, đối với bốn món vật dụng đó, tức là sống và thiểu dục đó ha. Sống gọi là ít dục, không có mong mỏi quá nhiều đối với bốn món vật dụng nha. Bao gồm đó là y phục cũng như là thức ăn cũng như là chỗ ở và thuốc men vân vân đấy. Rồi Dhammabhamma Nikaya. Rồi tức là đối với những cái người mà gọi là đặt nặng về khía cạnh gọi là khổ đó, thì khi mà họ đi đến gặp Đức Thế Tôn như vậy thì họ cũng thấy rằng đó, dẫu rằng đó là ngài là bậc chánh định chánh giác, ngài là vị mà toàn giác ở đời ha, tuy nhiên cái đời sống của ngài rất là giản dị. Các vị biết rằng đó, trong cái lúc mà đi hóa độ trong suốt 45 năm hoằng pháp có rất là nhiều nhiều trường hợp vậy, là ngài vì chúng sanh nhỉ mà ngài gọi là không có quản ngại cái việc gọi là xa xôi, ngài có thể ngài đi bộ hàng vài chục do tuần như vậy, tức là vài trăm cây số như vậy, và có đôi khi là ngài không có thọ thực vì cái mục đích là tế độ cho chúng sanh. Cho nên trong cái việc nữa là tri túc về cả y áo, về cả hương thức, về cả cái âm thức của ngài cũng như vậy luôn. Nếu mà chúng ta đi qua bên Ấn Độ, chúng ta sẽ thấy rằng cái danh thắng cú tiết của ngài đó, cái nền móng mà được đức vua Asoka khi mà sau đó vài trăm năm vậy, khi mà xác định được cái vị trí nơi mà Đức Phật gọi là cư ngụ như vậy, ông cũng xây dựng nên gọi là cái nền móng nha. Tạo nên cái xây dựng cái lên cái chùa để đánh dấu cái vị trí đó trước đây đó là đã từng là cái hương thức của Đức Thế Tôn ở trong chùa Chitawana nhỉ. Thì cái nền móng còn sót lại đó, chúng ta sẽ thấy rằng nó rất là nhỏ nhỉ.
Dẫu rằng Ngài là một vị lãnh đạo tăng đoàn như vậy, mà thời đó tức là Ngài là một vị hoàng thân mà, Ngài là vua mà, rồi từ bỏ vua, rồi xuất gia, rồi trong tăng đoàn của Ngài là những vị mà gọi là vương giả, là vua, là quan, là những vị gọi là đại triệu phú vậy, đã xuất gia rất là nhiều vậy. Vậy đấy mà cái nơi trú xứ của Ngài, cái y phục của Ngài, rồi cái việc mà ăn ở của Ngài vậy, cũng rất là đơn giản vậy. Cho nên khi mà họ nhìn thấy cái việc gọi là cái việc mà tri túc như vậy đó, thì họ cũng phát khởi lên cái niềm tin vậy. Tức là họ nhìn vào cái thân giáo đó ha, họ cũng đã phát khởi cái niềm tin vậy. Cái ru bá cũng vậy. Rồi bắt đầu là cái tiếp là đây, tức là cái mà đâm mắt Pamanika. Thì cái đâm mắt Pamanika này đối với những người mà lượng xét mà họ như đặt nặng về khía cạnh gọi là pháp đó, thì họ như thế nào, họ cũng khởi sanh lên cái mà bác sĩ đăng tí này. Sau khi mà họ suy nghĩ như thế nào, ở đây là ngoặc kép đôi ha, ewa rupang dasapalang silang, tức là giới ha, giới như vậy đó là của bậc của đấng thập lực, tức là của Đức Thế Tôn. Tức là đối với những người mà đặt nặng về pháp đó, ví dụ như trong hàng tăng chúng ta sẽ thấy rằng đó, ví dụ như tôn giả Upatissa vậy, thanh niên Upatissa sau này sẽ trở thành ngài Sariputta đó, là ngài mà gọi là đặt nặng về khía cạnh của trí tuệ vậy. Cho nên khi mà nghe pháp rồi của ngài Sa Chí, rồi sau khi mà chứng đắc quả vị sơ quả rồi, ngài khởi lên cái niềm tin vậy, cũng như là hiểu được những cái lời dạy của Đức Thế Tôn mà chỉ xuyên qua hai cái bài kể đầu thôi, để hiểu rõ được cái tiến trình mà tu tập như vậy bao gồm là giới định tuệ ha. Cho nên đối với người mà nặng về pháp như vậy đó, khi mà thấy được những cái đức lành, giới của ngài như vậy nè, định của ngài như vậy nè, tuệ của ngài như vậy nè, rồi như thế nào nữa, ở đây chúng ta là Asamo Batibukalo, ở đây là Abatibukalo ha, Abatibukalo tức là ná cộng với Batibukala nha. Asamá tức là ná cộng với Samá luôn, Samá tức là ngang bằng đó, so sánh đó, so sánh bằng đó. Mà Asamá có nghĩa là gọi là vô song, vô song. Ở đây chúng ta sẽ thấy chủ từ là Bhagavan nè, Đức Thế Tôn nè, là bậc vô song nè, Asamo nè, là bậc gọi là ná cộng với Batipukalo, tức là cái người mà có thể ngang bằng được, tức là người không có ai sánh bằng, là bậc vô song, bậc tối thượng. Bởi cái gì? Bởi những cái đức lành của đề hí này, như là giới, định, tuệ, vân vân. Đấy, của Đức Thế Tôn như vậy. Thì những người mà gọi là đặt nặng về cái cảnh pháp đó, thì họ sẽ đến, họ sẽ lựa xét về gọi là cái những cái đức lành mà ngài có vậy? Chứ không phải nhìn vào cái ngoại diện, hoặc như nghe âm thanh, hoặc như là thấy cái việc mà gọi là khắc khổ, cái việc mà gọi là tri túc. Và ở đây là đặt nặng về cái cảnh là pháp vậy? Suy xét là những cái gì mà ngài đã chứng đắc vậy? Thì dựa vào cái việc mà pháp mà ngài đã chứng đắc như vậy đó, thì ngài là trở thành một bậc vô song, bậc tối thượng ở đời bởi những cái hạnh lành như vậy. Đấy. Cho nên họ cũng phải sẽ khởi lên cái niềm hoan hỷ bác sĩ đăng tí. Cho nên sau mỗi cuối thời pháp như vậy đó, thường chúng ta sẽ thấy cái câu mà gọi là rồi các vị đó là khởi lên cái niềm hoan hỷ tính thọ cái lời dạy của Đức Thế Tôn đây. Đấy. Rồi kế tiếp là chúng ta là sự tê sang các thay các tác sang luôn năng hay tên ta múc khăn nắp hồ đi. Rồi tê sang ở đây tức là cái gì? Tôi tê sang tức là đối với những người ấy ha. Đối với những người ấy. Cách hên ta năng tức là chúng ta thấy chi cùng cách với tê sang rồi nè. Cách hên ta năng mà hiện tại phương từ đấy. Guna tức là những cái đức lành ha, những đức lành của Đức Như Lai vậy, của Đức Như Lai. Múc khăn. Ở đây chúng ta sẽ thấy động từ tức là nắp bác hồ tí, nắp bác hồ tí tức là ná còn như bác hồ tí nha. Bác hồ tí có nghĩa là khởi sanh đó. Múc khá này ở đây tức là
Mú khá thì có rất là nhiều nghĩa nha. Mú khá thì chúng ta có thể dùng là cái miệng, cái mặt, nhưng mà vẫn sử dụng là cái gì? Nó cũng có nghĩa là cái cách thức, tức là cái nguyên nhân đấy, cái lý do đó, mà nó cũng có cái nghĩa tức là cái gì? Là đỉnh điểm. Hoặc như là cái đầu đó hả, là đỉnh điểm hoặc là cái đầu đó. Như vậy trong trường hợp này đó thì chúng ta dùng theo nghĩa là cái gì đây? Tại vì cách thiên ta nam tức là đối với những người ấy khi mà đang nói về những đức lành của Đấng Như Lai đó thì sẽ không dừng miệng lại được. À, về nắp bá hô tí tức là không có thể mà gọi là làm tức là không 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 có thể mà gọi là ngưng cái việc mà tán thán Đức Thế Tôn đấy. À, đối với những người ha, đối với những người ấy, đối với những người mà đang tán thán về những đức lành của Đấng Như Lai đó thì họ không thể ngưng cái miệng được. Rồi ở đây là chúng ta sẽ thấy là cái gì đây? Rupananda Bhikkhu, ở đây chủ từ sẽ là Rupananda ha. Đấy, tức là nàng Rupananda đó đấy. Lúc đó là vị tỳ kheo ni đó, vị tỳ kheo ni Rupananda này như thế nào? Xuất tòa tức là sau khi nghe ha. Gunakatha, Gunakatha đó tức là cái lời tán thán. Đó, cái lời tán thán đến Như Lai ha. Và ở đây chúng ta sẽ thấy là Santika Upasa. Rồi ở đây tức là có nguyên cái cụm gọi là Pikuni Nanche Wa Upa Sika Nanja Santika. Đây là cái nguyên cái cụm gọi là bổ nghĩa cho cái từ mà Rupananda ha. Rồi tỳ kheo ni Rupananda này này, khi mà đang ngồi gần, tức là Santika tức khi mà đang ở gần các vị tỳ kheo ni khác cùng với các vị cận sự nữ khác Upasika nha. Lúc mà đang ngồi gần đó, tức là vị tỳ kheo ni này khi mà đi đến như vậy nó, nhưng mà ngồi ở phía cuối như vậy để tránh cho Đức Thế Tôn mà thấy mình. Đấy. Nhưng mà mình vẫn có thể nhìn thấy được Thế Tôn và nghe được Thế Tôn nói gì đó. Lúc mà tỳ kheo ni mà gọi là khi đang ngồi gần chúng tỳ kheo ni cũng như là các cận sự nữ ha. Rồi sau khi mà nghe những cái lời mà tán thán đến Như Lai như vậy đó thì mới suy nghĩ, Chin Tia Sĩ mới suy nghĩ rằng suy nghĩ rằng đây hoặc kép đôi xuống tới dưới đây luôn hả, Atiwiya mê à, Ati à, Atiwiya chúng ta dùng theo nghĩa tức là trạng từ tức là quá mức đó hả à. Hoặc như là rất nhiều quá mức hoặc như là rất nhiều đó. Rồi Batika tức là đối với anh trai à, đối với anh trai của ta ra đây. Quanh năng nè, cách hèn tí dê quá. Tức là cách hèn tí cộng với ê quá nha. Quanh ná thì có nhiều nghĩa nha. Quanh ná có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là nước da, quanh ná có nghĩa là nước da hoặc như là màu sắc. À, trong trường hợp tên quanh ná cũng có nghĩa là cái sự tán thán. Đấy. Như vậy là như vậy là những ám chỉ tức là những người khác đó hả, vì rằng động từ cách thê tí mà cách hen tí là số nhiều đây này, tức là bọn họ đó tán thán quanh quanh năng cách thê tí, bọn họ đó tán thán đối với anh trai của mình đó thật là quá mức hoặc như thật là thái quá nha. À. Đấy. Tức là ai cũng tán thán như vậy nhỉ, nên bà thấy rằng đó là vì rằng lúc này là vị tỳ kheo ni này chưa hiểu nha. Cho nên là mới mới nghĩ rằng tức là người ta nói quá như vậy đó. Rồi Ekadiwa sang tức là đi qua sát tức là một ngày nọ ha. Rồi một ngày rồi Meru Pandu sang các thêm tô, rồi khi mà đang nói về ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là động từ đó là cách thế xa tí tức là ngôi tương lai ngôi thứ ba số ít ha. Cho nên cách hento này này hiện tại phân từ chia theo chủ cách là số ít này này đấy. Mà ở đây chúng ta sẽ thấy chủ từ là cái gì, chủ từ đó là chia cùng cách với cách hento này này, như vậy là số nha, số cách hento tức là vị ấy tức là Đức Thế Tôn đó. Vì rằng cái câu trên này tức là cái gì,
bọn họ đó là đã tán thán quá mức đối với anh trai của mình. Ngài đó thì như khi mà đang nói về những cái đô xá ở đây, tức là không phải cái sự sân hận mà đô xá, tức là những cái khuyết điểm ha. Những cái khuyết điểm mà ở trong cái sắc thân này, tức là những cái sự ô uế ở trong sắc thân này của mình. Tức là rồi ở đây, tức là ekadi quá sang, tức là một ngày nọ ha. Rồi Đức Phật đó khi mà đang nói về những cái, khi mà đang gọi là nêu rõ ra những cái mà cái khía cạnh gọi là khuyết điểm ở trong cái sắc thân này của mình, thì kiết tắc căng ca thế sa tí, kiết tắc căng tức là đây là một cái đại từ ha, đại từ nghi vấn mà nghĩa rằng tức là bao nhiêu ca thế sa tí, rồi ngài sẽ ha, rồi ngài sẽ nói bao nhiêu nữa, tức là rồi một ngày nào đó đó, khi mà Đức Phật mà đang chỉ trích, đang mà chê về những cái khuyết điểm mà trong cái sắc thân như vậy đó, vì rằng phía trên là đề cập đến cái gì, tức là sắc thọ tưởng hành thức đều là vô thường khổ và vô ngã như vậy đó, ngài luôn luôn đề cập đến như vậy, rồi cũng như là tán thán cái hạnh tu mà gọi là quán và các thể trược như vậy đó, các 32 gọi là thành tố cấu uế trong cơ thể đấy, cho nên đến một ngày nào nọ đó mà ngài đang nói về những khía cạnh như vậy đó, thì ngài sẽ nói đến nhiều đến chừng nào nữa, cái tất căn ngài sẽ nói nhiều đến chừng nào nữa, tức là ngài sẽ chê nhiều đến chừng nào nữa đấy. Rồi Yanuna hang biết khuôn năng san đinh gắt toa, rồi hay là ha, Yanuna hang cái từ này chúng ta biết rồi, Yanuna cộng a hang, Yan cộng Nuna cộng a hang, hay là ta ha, khi mà đi cùng với các vị tỳ kheo ni khác, rồi bắt đầu là Atanang Arase toa quá, Arase toa quá tức là ná cộng với Dasse toa ha, Dasati mà ở đây tức là Dasse toa, tức là chúng ta dùng theo nghĩa tức là khiến cho động từ sai khiến ha, tức là không để cho cái gì, Dasse toa sau khi tức là rồi ở đây tức là không để gì Atta năng đối với mình, tức là không để cho ngài mà thấy được mình. Đấy. Rồi ta tha các tăng bác sĩ toa, nhưng mà cái gì bác sĩ toa, nhưng mà ta thì thấy được đúng Như Lai. Rồi đâm má bác tăng suni toa, rồi ta sẽ nghe pháp. Rồi agati á, tức là ta có thể đi đến nghe pháp của Đức Thế Tôn. Ủa cái này là vị này là chưa có đi tới ha, vị này là bắt đầu mới khi mà nghe được tán thán như vậy rồi mới mới suy nghĩ. Rồi đúng rồi nha. Phía trên này này, tức là các vị tỳ kheo khác mà đi về, các vị tỳ kheo đi sau khi mà đi nghe pháp thì tán thán Đức Thế Tôn như vậy đó, cho nên rồi mới đề cập thêm bốn cái hạng loại chúng sanh như vậy. Rồi sau khi mà nghe được các vị tỳ kheo tán thán như vậy đó, thì vị tỳ kheo đi này mới nghĩ rằng tức là họ đã tán thán quá mức đối với anh trai của mình nha. Rồi bà cũng định bụng đó, tức là một ngày nọ mà khi mà ngài mà đang đề cập về những khuyết điểm như vậy thì ngài sẽ còn chê nhiều hơn nữa. Rồi cho nên nếu mà mình đi đến mà để cho ngài biết như vậy thì ngài còn chê bảo hơn nữa, cho nên đó là bà ta mới nghĩ rằng tức là hay là ta đi cùng với các vị tỳ kheo ni khác ha, nhưng mà gọi là không có để cho ngài mà thấy được mình Atthanang ha, nhưng mà mình có thể thấy được Đức Thế Tôn, tức là ngồi ở xa như vậy. Rồi bắt đầu ta có thể mà đi đến nghe pháp. Đấy. Rồi bà tính như vậy rồi như thế nào nữa? Rồi ở đây tức là xa Arochesi. Arochesi tức là từ động từ Arocheti nha, tức là loan báo đó, thông báo. Rồi bà đã báo cho các vị tỳ kheo ni khác biết rằng tức là A Hằng Anh Chá, tức là hôm nay, Anh Chá là hôm nay nha. Hôm nay tôi cũng sẽ đi đâm mát sau quán ăn, tức là đâm mát cũng sau quán ăn là sự nghe nha, tôi cũng sẽ đi nghe pháp. Đấy. Rồi kế tiếp là chúng ta sẽ tới cái đoạn này. Rồi xin mời một vị hoan hỷ đọc cái khổ này nhỉ. Thầy thư sư con xin đọc. Mời cô nhỉ. Dạ. Bikuniyo chirasang vata rupanandaya sathu upathanang gantu kamata upat upana accha sattha imang nisaya vichika dhamma de sanang
nana na yang desesta titi tutama na sa tam adaya nikamim su sa nikan ba galato pataya ahang atta nang newa asa dasasa miti jintesi satha akcha rupananda mehang upatanang agamisati kidiso nukho tassa dhamma desana sappayati jintetva rupaga rupa garuka esa atapawe palawa sinneha kantakena kantakuttaranang viya rupe newasa rupa madanimma danang sappaya sappayanti sanithanang kato tassa viharang bhavisana samaye ekang pana apirupang ethe solau sola sawa sudde sikang ratta watthani watthang sappa parana batti batti manditang bichanin gahe ta atano sankhike thato bicha yamanang itti palena apinimini tangko tangko pana ittin ittin sattha chê quá basati rupananda cha. Dạ thưa sư, con đọc xong ạ. Rồi, cảm ơn cô dạ. Rồi cái tiếp nữa sẽ là cái gì đây? Cái tiếp này chúng ta sẽ thấy rằng là bikuniyo ha. Rồi chúng ta sẽ đang động từ sẽ là gì? Nikamisu. Nikamisu là bất định khứ ngôi thứ ba, ngôi thứ ba số nhiều ha. Động từ nikamati đó. Chủ từ hòa hợp sẽ là cái gì? Là bikuniyo ha. Là các vị tỳ kheo ni khi mà nghe được cái vị mà tỳ kheo ni mà Rupananda đã nói là cái ý nghĩa, tức là mình muốn hôm nay mình muốn đi nghe pháp cùng với các vị ấy vậy. Cho nên các vị ấy mới như thế nào? Ở đây tên là Tuthamana. Tuthamana sa từ cái động từ mà tu thất tí nha, tu thất tí là hoan hỷ đó, không tu thá là quá khứ phân từ chứ, là quá khứ phân từ của động từ mà tu thất tí chứ, mà là được hoan hỷ ha, được hân hoan, được hài lòng đó. Còn manasa tức là với cái tâm ý mà được hài lòng như vậy, rồi bắt đầu là mới rời khỏi các vị tỳ kheo đó, mới các vị tỳ kheo này mới rời khỏi ha. Mà trước khi như vậy là adaya tức là bất biến quá khứ phân từ vậy, mang nghĩa rằng tức là đã mang theo hoặc như dắt theo cái tăng này, tức là vị tỳ kheo ni ấy, rồi bắt đầu mới rời khỏi đây. Mà trước khi mà gọi là khởi lên cái tâm hoan hỷ như vậy thì các vị đó có trong cái phần ngoặc hoặc các đôi này, tức là các vị tỳ kheo ni suy nghĩ rằng thật vậy quá tá ha, quá tá là bất định một cái bất biến từ ha, ta sử dụng tức là thật vậy hoặc như chắc thực. Chia rách xăng, là chia rá hả? Chia rá tức là lâu. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng cái gì đây? Rupananda giá chia cùng các cái chia rách. Xin lỗi. Upatthanang. Upatthana ở đây đó là danh từ mang nghĩa rằng tức là cái sự mà kính lễ, cái sự đảnh lễ hoặc như cái là cái sự mà có mặt, sự diễn kiến đó. Còn gan tu kamata tức là gan tung đó ha, cộng với kamat. Từ gan tung tức là cái khi mà gặp chung là cái này đó, chúng ta mang nghĩa rằng tức là muốn đi mà gọi là đảnh lễ bậc đạo sư đối với Đức Thế Tôn ha. Upanna ở đây là cái gì đã khởi sanh, nhưng mà chúng ta sẽ coi là cái gì đây, tức là cái gì, cái ý muốn mà đến diện kiến bậc đạo sư đã khởi sanh cho cái gì, cho cái vị tỳ kheo ni Rupananda. Thật vậy chưa rất sanh đã lâu rồi, cái ý muốn mà đi đến diện kiến bậc đạo sư đó nó mới khởi sanh cho vị tỳ kheo ni Rupananda này. Cho nên cái Rupananda ha, tức là nữ tính mà chúng ta chia theo a giá như vậy, từ cấp thứ 3 cho đến cấp thứ 7 chúng ta đều chia a giá được. Đấy. Tại vì mẹ cho hằng. Rồi hôm nay
hôm nay ở đây sát tha đây là chủ từ đây này, hôm nay bậc đạo sư nè, hôm nay bậc đạo sư như thế nào, đề xích xa tí tức là sẽ thuyết nè ha, từ đề xích tí đó, đề xích xa tí sẽ nói lên, sẽ thuyết mà cái gì quý chí tra dhamma desanang. Quý chí tra là gì? Quý chí tra có nghĩa là từ cái đồng từ quý chí tra, hoặc như là có hai hình thức nha, quý chí tra hoặc quý chí tá là tính từ nha, mang nghĩa rằng đó là cái gì, mang nghĩa rằng tức là nhiều đa loại này, cái từ mà quý chí giá này hoặc như là cái như là cái từ mà quý chí tá nha, đây các vị có thể là có hai hình thức, nếu mà các vị tra cái từ cái nghĩa mà quý chí tra không có thì các vị đánh cái chữ quý chí tá đó sẽ ra đấy. Rồi như vậy tức là cái gì, na na đấy chăng, na na là khác ha, na na là khác, mà đánh giá tức là cách thức, cái phương cách như vậy như thế nào. Rồi ở đây imang misa giá tức là dựa vào cái gì, dựa vào cái này nè, dựa vào cái sự việc này nè, hôm nay đó bậc đạo sư đấy sẽ dựa vào cái việc này đó, tức là dựa vào cái sự việc mà gọi là cái nàng mà Rupananda đã lâu lắm rồi xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật mà không có bao giờ mà đi đến nghe pháp cả, hôm nay sẽ họ cũng biết rằng đó là bậc đạo sư sẽ nói pháp mà dựa vào cái duyên sự mà cô này đến như vậy, đó là dựa dựa vào cái này ha, cho nên là bậc đạo sư sẽ nói lên nhiều cái pháp thoại đa dạng với nhiều cái phương cách để cho cô này có hiểu được đấy. Rồi các vị tỳ kheo ấy với cái tâm mà gọi là hoan hỷ như vậy cho nên đã dẫn cô ấy và rời khỏi đó đấy. Rồi kế tiếp mình sẽ là cái gì đây, đây là xa Nikanta kala. Nikanta là hiện tại phương từ Nikamati nha. Tức là trong cái lúc mà rời đi đó, Nikamati kala, kala là thời điểm ha. Từ cái lúc mà thời bắt thai giá này, bắt thai giá là bắt đầu nè. Bắt đầu từ lúc rời khỏi đó. Chủ từ sẽ là xa này. Cô ấy đã suy nghĩ rằng tức là vị Tỳ kheo ni gọi là Rupananda đó mới suy nghĩ rằng tức là aham atta nanne vadassami dasami. Dasissami sẽ là desissami nha, desissami. Ở đây nêu quá tức là nát cũng như yêu quá nha. Ta đúng rồi, ta sẽ không để ha, ta sẽ không để cho ngài thấy được mình, thấy được chính mình, thấy được mình tức là không để cho Đức Phật thấy được mình, tức là nàng ta suy nghĩ mà trong cái quá trình mà đi từ mà gọi là chùa ni đó, đi qua bên chùa tăng đó để nghe pháp như vậy. Rồi xuống tới đây luôn. Rồi như vậy đó thì bắt đầu mới là bậc đạo sư, sắc tha là chủ từ ha. Rồi chúng ta sẽ coi cái động từ xem là abhinimini ha. Rồi trước đó là chúng ta có nhiều cái là bất biến quá khứ phân từ, ví dụ như là cái gì, ví dụ như là chinte toa này đấy. Rồi cái gì cắt toa này là chinte toa, tức là sau khi suy nghĩ rằng ha, bậc đạo sư sau khi suy nghĩ như vậy. Chết là hôm nay nè, Rupananda là chủ từ đây nè, Rupananda này. Agamisati sẽ đi đến mà Upathanang, tức là sẽ đi đến đảnh lễ. Mày hàng đối với ta, sẽ đi đến đảnh lễ ta. Rồi Kidisi Nukho Tassa. Dhamma Desana, chúng ta sẽ thấy là Dhamma Desana ha, là danh Desana là nữ tính nhỉ. Kdc là từ cái bất biến từ, tức là kdi đó ha, kdi tức là giống như thế nào đó, giống như thế nào thì là pháp thoại giống như gì nhỉ? Pháp thoại giống như thế nào? Nú đây trong câu hỏi nha. Sắp ba giá là tính từ mang nghĩa rằng tức là thích hợp ha. Như vậy là pháp thoại thích hợp nào? Từ pháp thoại nào sẽ thích hợp mà cho vị tỳ kheo ni ấy. Ở đây kidisi chỉ cùng cách với lại là
Kidi có nghĩa là giống như thế nào ha. Giống như thế nào. Ví dụ như cái trạng từ, ví dụ như cái kidisá này, kidisá tức là giống như thế nào. Đây là một cái bất biến từ mà dùng cho cái câu nghi vấn là bất biến từ nghi vấn đó. Mà kidisá đó thì nếu mà chúng ta dùng cho cái tự danh từ mà nam tính nhỉ. Còn mà riêng đối với cái dhammadesana thì danh từ nữ tính. Cho nên là chia thành kidisi ha. Đấy. Như vậy đó là pháp thoại thích hợp nào, pháp thoại mà gọi là tương xứng hoặc như thích hợp nào cho cô ấy, cho vị tỳ kheo ni này. Sau khi suy nghĩ như vậy đó là bắt đầu là ngài mới nhớ rupa garuka isa atapawe. Ở đây chúng ta sẽ coi vì rằng ở đây tức là cái gì, tắt xa tức là cái xa, tức là cái cô ấy đó, cho nữ tính, cho nên là Esa ra này, cô ấy đó này, này cái Esa đó là người vị tỳ kheo ni này nè, là garuka, rupa garuka, garuka là nặng ha, là quan trọng. Rupa ở đây tức là cái sắc diện, mang nghĩa rằng tức là cái cô này đó là người mà đặt nặng về gọi là cái ngoại hình, về sắc diện như vậy, ưa thích cái là cái ngoại thân của mình vậy. Atapawe pala, pala quá ha, cộng với lại sineha tức là sự ái luyến, sự dính mắc rất là mạnh. Pala quá ha, pala hoặc là pala quá cũng vậy. Tức là có cái sự mà ái luyến mãnh liệt vào atapawe, vào cái sắc thân của mình ha. Cô ấy là người đặt nặng về ngoại hình. Cô ấy là người đặt nặng về ngoại hình đó, thì có cái sự gì? Thì có cái sự mà ái luyến nặng nề, mãnh liệt vào chính cái cơ thể của mình. Đấy. Rồi kantake nó. Kantake nó tức là kantaka ha. Kantaka có nghĩa là cái danh từ nam tính ha. Có nghĩa là cái bụi gai đó. Hoặc như là cây gai đấy, hả? Rồi canh, ở đây là canh tắc cá, còn udarana hả? Canh tắc cá, udaranang. Udarana có nghĩa là danh từ trung tính, mà nghĩa rằng tức là lấy ra ha. Ví như, quý giá là ví như đây này. Ví như đó là cái việc mà khẩy hoặc như lấy ra, cái mà canh tắc cá này, lấy ra một cái gai mà nó đâm vào tay đó, là bằng cái gì? Bằng cái vật nhọn khác. Tức là ví dụ như khi mà trong tay chúng ta mà vô tình mà có một cái gai mà nó đâm chúng đó, thì chúng ta phải lấy cái vật nhọn như vậy. Mà thời đó thì bất đắc dĩ thì chúng ta chỉ cần mà bẻ lấy cái gai khác thôi, chúng ta chỉ cần khử nó ra thôi. Đấy. Tức là cái gì? Ngài với cái ý định rằng tức là cái cô này nè, là cô là đặt nặng về cái sắc thân và có cái ái luyến mãnh liệt vào cái sắc thân của mình đó, cho nên nó là ngài sẽ là cái gì đây, sắp ai nhé, là thích hợp mà rupa rồi mada rồi rupa mada rồi nim mada năng. Đấy, rupa là sắc ha, mada tức là cái sự mà ngã mạn, cái sự mà tự cao tự đại đó. Rồi nim mada ná tức là danh từ trung tính, nhưng mà nghĩ rằng tức là đụng vào, sự chạm ha, tức là sự tác động đó. Rubenewa cộng Asa nha. Tức là Rubena cộng Ewa cộng Asa. Đấy. Như vậy là cái gì đây? Với sự tự mãn về cái sắc này. Bởi cái sắc này. Rồi. Thế là cái cô này là cái cô mà ái luyến vào cái sắc thân như vậy ha. Thì cũng giống như là cái việc mà khử một, cái việc mà khảy, cái việc mà gọi là khảy một cái gai bằng chính một cái gai khác vậy. Thì cái sapa giá, thì sapa văn đây này, sapa văn này thì ở đây tức là cái gì, nimadanang tức là cái gì, cái sự mà gọi là cái việc mà tác động mà thích hợp này. Sapa văn là tính từ, là bộ nghĩa cho cái là nimadanang nha, cái sự mà tác động mà thích hợp
cho cái việc mà tự cao tự đại về cái xác thân của cô ấy đó là phải bằng chính cái xác thân, bằng chính một cái xác thân khác đối với cô ấy. Mang nghĩa rằng đó, tức là vì rằng cô này cô ái nhiễm vào cái xác thân phải, cho nên phải dùng chính cái xác thân như vậy đó sẽ tác động đến cho cô. Đấy, cũng giống như là khi mà bị gai đâm như vậy thì dùng một cái vật nhọn hoặc như một cái gai khác khử nó ra. Đấy. Rồi sanditha năng cách qua. Sanditha á, sanditha này ở đây chúng ta dùng cái nghĩa là sự kết luận, sự tóm lược, tức là sau khi mà ngài dự định, ngài giữ trù như vậy ha, tức là sau khi mà ngài suy nghĩ như vậy xong, đấy, ngài giữ trù như vậy xong, rồi bắt đầu tắt ra, cái cách giữ trù thì chúng ta nói theo cái thế thường thôi, tức là sau khi ngài nghĩ như vậy xong, đấy, chứ ngài đâu cần phải giữ trù mà để thuyết pháp vậy. Rồi cái tiếp sẽ là cái gì đây? Tắt ra quý hà rằng Pavisana Samaya. Pavisana từ Pavisati đó hả? Pavisana tức là sự đi vào đó, trong cái lúc mà đi vào ha, trong cái lúc mà đi vào cái tinh xác như vậy, thì Tassa đối với cô ấy đó, đối với vị tỳ kheo ni đó, thì Ekamana Apirupang Itthi Solasa Was Suddesikang. Ở đây chúng ta sẽ thấy chủ từ sẽ là cái gì đây? Không. Cái động từ trước cái đã. Động từ tức là abinimini ha. Abinimini ở đây đó tức là bất định khứ nha của cái động từ mà abiniminati. Abiniminati mang nghĩa rằng tức là tạo ra, đấy, hóa hiện đó ha. Hóa hiện mà idibale nè, bởi cái gì? Bởi cái thần lực đó, bởi cái thần thông của ngài đó. Rồi itim tapi rupang ngày mới hóa ra một cái cô gái ở đây, chúng ta trên đây trước đi cái đã, chúng ta trên đây trước ha. Rồi bắt đầu đây, ngày mới hóa ra cái gì, ngày mới hóa ra bằng ngày mới dùng thần lực ha, cái đi ba liền á. Rồi ngài mới dùng thần lực đó là hóa ra một cái cô gái mà abhirupang, tức là tính từ mà nghĩa rằng đó là kiều diễm ha, rất là đẹp nha, rất là đẹp nha, một cô gái e căng ít thêm nha, một cô gái kiều diễm như vậy, tức là trong cái lúc ha, trong cái lúc mà nàng ta đi đến chùa như vậy đó, thì Đức Thế Tôn đó, trong cái lúc mà ngài đi đến như vậy thì ngài mới dùng thần thông, ngài mới hóa hiện ra một cái cô thiếu nữ, dạ, rất là đẹp đẽ kiều diễm như vậy. Rồi chúng ta có là Solasa là 16 ha, mà Wassa có tức là 5 đấy, mà Uddesika. Uddesika tức là cái gì? Uddesika là danh từ trung tính nha, mà nghĩa rằng là có dấu hiệu, tức là dấu hiệu đó. Tức là hóa hiện ra một cái cô thiếu nữ tầm khoảng 16 tuổi, rất là đẹp như vậy. Rồi Ratta Watta Ni Watthang. Ratta tức là màu đỏ ha. Watta tức là y phục đó. Ni Watta là bất biến quá khứ phân từ. Ni Watta bất biến quá khứ phân từ, cụm từ mà Ni Watseti đó ha. Chia cùng các cái ít thêm này này. Đấy. Tức là một cô thiếu nữ rất là đẹp. Ở tuổi 16 ha. Rồi bẩn một cái trang phục, bẩn cái một bộ y phục là màu đỏ, rất là sặc sỡ như vậy. Rồi bắt đầu là sắp ba cộng với aparana nha. Aparana đó là những cái phục trang đó, những cái trang sức, những cái đồ trang sức, và tất cả những cái đồ trang sức là batimandi tăng. Rồi bắt đầu là đeo, như là mang theo nhiều cái, tất cả những cái trang sức như vậy. Rồi bichanin, cái he toa. Bichanin ở đây tức là gì? Bichanin là cái quạt đó. Cái hê toa tức là sau khi cầm lấy cái quạt như vậy. Rồi bằng Atano Santike Thát Toa. Tít Thát Tí đó hả? Tự động từ Tít Thát Tí là sau khi mà đứng gần ta như vậy. Rồi Bichayamanang tức là hiện tại phân từ của động từ Bichayatí. Mang nghĩa rằng tức là đang quạt đó. Khi mà đang đứng gần và quạt cho Đức Thế Tôn đó. Rồi như vậy đó là ngài nghĩ rằng đó là cái cô này là cái cô mà ái luyến và sắc thân như vậy, ta phải dùng chính cái sắc thân này mà gọi là khiến mà cho cô cảnh tỉnh được.
Rồi trong cái lúc mà cô ta đang đi đến chùa như vậy thì Đức Phật mới dùng thần thông mới phát hiện ra một cái cô thiếu nữ đẹp hơn cô này gấp nhiều lần. Mà ở cái tuổi gọi là 16 tuổi như vậy. Đấy. Rồi mặc y phục màu đỏ, rồi phục trang với nhiều trang sức như vậy ha. Rồi đang cầm quạt đứng hầu Đức Thế Tôn như vậy. Rồi kế tiếp là cái gì đây? Rồi tăng khô ba na ít thêm sắp tha chia quá ba sắp tiếp. Rồi ha, cô ba nói rồi. Ở đây chủ từ sẽ là sắp tha. Ít thêm sắp tha chia quá. À, chúng ta có cái chia quá tức là chá cộng với e quá ha. Ba sắp tí. Rupananda chá. Như vậy là chúng ta sẽ coi cái động từ đó sẽ là gì? Bát sát tí hay là thấy? Mà chúng ta sẽ là chủ từ sẽ là cái gì? Sát tha chê quá, tức là sát tha chá ha, cộng Rupananda chá, tức là bậc đạo sư và Rupananda thấy, thấy cái gì? Thấy cái tăng ít thinh, tức là thấy cái cô gái ấy, tức là mang nghĩa rằng tức là e quá, tức là chỉ. Rồi ngài dùng thần lực đó chỉ cho là chính ngài và tỳ kheo ni Rupananda thấy được cái cô thiếu nữ mà trẻ trung xinh đẹp mà đang đứng hầu Đức Thế Tôn như vậy thôi. À, tức là ngài ngài dùng phương tiện này để hóa độ cho nàng mà. Đấy. Rồi kế tiếp sẽ là cái gì đây? Sa bhikkhuni hisaddin viharang pavisitva bhikkhuni nang vittipasse tattva Panja patitena satharang vanditva bhikkhu bhikkhuni nang antare nisinna barantatto patthaya santharang satharang olokenti olokenti lakkhana vichittang anupyanjana sambuddhyalang biyamap babba parikittang satthu sarirang diswa bunnachanda sasirikang mukhang olokenti sami beti tang iti rupang arasa. Rồi, ở đây chúng ta sẽ coi động từ sẽ là adasa, là bất định khứ ha. Rồi chúng ta có nhiều gọi là cái nhiều cái gì, nhiều cái mà bất biến quá khứ phương từ, ví dụ quan đi toa rồi, rồi tha bi tha toa, rồi bao quý si toa, tức là sau khi mà đi vào cái tinh xác cùng với các vị tỳ kheo xa đấy, tức là chủ từ ha, tức là vị tỳ kheo đi mà Rupananda này. Sau khi mà đi vào trong tinh xá cùng với chúng tỳ kheo ni khác, rồi như thế nào? Thát toa biết thi bát xe, biết thi tức là sau lưng đó ha, biết thi bát xe tức là đứng sau lưng đó, bát xá có nghĩa là phía, bát xá có nghĩa là phía, mà chúng ta dùng theo nghĩa tức là phía sau lưng đó, thát toa này tự tổng lượng tiếp thát tí đó, rồi bắt đầu mới đứng sau lưng các vị tỳ kheo khác tức là đứng phía sau ha. Rồi banh chá và tít tiền nó sắp tha rằng quan đi toa rồi mới đảnh lễ. Đến bậc đạo sư, đảnh lễ đến bậc đạo sư ha, sắp tha răng, đảnh lễ đến bậc đạo sư. Rồi banh giá gọi là năm nha. Batitita là gì? Batitita có nghĩa là gì? Tức là batitita là quá khứ, quá khứ phân từ nha, quá khứ phân từ mang nghĩa rằng tức là được thiết lập, được an trú, mang nghĩa rằng tức là năm cái phần tức là hai cái tức là trán nè, hai cái cùi chỏ và hai cái đầu gối đó phủ phục xuống, tức là đảnh lễ theo kiểu mà năm vóc đó hả, tức là năm cái phần đó, năm cái điểm đó, sẽ chạm đất như vậy, chứ không phải là cánh tay nha. Chúng ta nên nhớ rằng cái cánh tay là cái gì quan trọng. Thứ nhất là phải cái cùi chỏ, tại khi mà cùi chỏ mà đặt xuống như vậy thì đồng nghĩa là từ cùi chỏ cho đến đầu ngón tay là đều phải nằm xuống đất cả, đúng không? Rồi khi mà cái đầu gối khi mà nó chạm đất thì đồng nghĩa là từ cái đầu gối và đến ngón chân, thì đều phải là chạm đất cả. Đấy, cho nên là năm cái điểm đó là năm cái điểm quan trọng ha. Cho nên theo cái cách mà đảnh lễ đó là rất là cung kính, là tức là sau khi đảnh lễ đến bậc đạo sư với năm cái phần mà chạm đất đó ha. Đấy, như thế nào? Rồi nisina antare bhikkhu nang. Antare thì ở đây chúng ta là cái gì? Antare tức là ở bên trong đó ha, rồi mới ngồi. Ở đây nisina chia cùng cách là cái xa này nè. Rồi cô ta đã ngồi bên trong, tức là ngồi mà lẩn khuất ở trong các vị tỳ kheo ni khác ấy. Rồi ba đan ta tô bát tha giá
Ba đanh tá tô như vậy là chúng ta là ba đá cộng anh tá tô nha, ba đá cộng anh tá, anh tá là cuối đó. Và bát tha giá tức là bắt đầu là cái gì? Là bắt đầu từ dưới chân ha, bắt đầu từ dưới chân. Mà sát tha răng olokenti ở đây olokenta đó ha, là hiện tại phân từ mà olokenti là chia theo cùng cách là cái xa nơi này, chúng ta còn nhớ không? Khi mà chúng ta học về gọi là cái bảng chia mà của gọi là cái tính từ mà sở hữu đó, chúng ta có cái bảng chia đó ha. Các vị nào mà không nhớ thì mở lại cái phần N phần ba đó, olokenta và olokenti đó. Như vậy cô rồi bắt đầu sau khi mà ngồi lẫn khuất ở trong các vị tỳ kheo ni, rồi bắt đầu là vị tỳ kheo ni này nó mới nhìn thấy olokenti, tức là nhìn mà theo kiểu mà cái passati có nghĩa là nhìn thôi, nhưng mà cái olokenti tức là nhìn mà theo kiểu là quan sát, quan sát là quan sát mà từ đầu đến chân đó, mang nghĩa rằng tức là mới là quan sát bậc đạo sư ha, mà bắt đầu là từ dưới chân của ngài, bắt đầu từ dưới chân của ngài, rồi bắt đầu lakkhana quý chí tăng đây, quý chí tá đây ha, quý chí tá hoặc quý chí tá này đều sử dụng được chung hết nha. Đấy, hồi nãy có đề cập phía trên rồi đấy, tức là đa nhiều hoặc như đa loại ha, đa dạng đó, tức là với nhiều cái đặc tướng, lakkhana tức là cái đặc tướng ha, cái đặc tướng tức là những cái đặc tướng lớn đó, những cái đại tướng, cũng như là anupajñāna tức là những cái tiểu tướng ha, samuccalan này, samuccala có nghĩa là tính từ mang nghĩa là chói lọi ha, sáng ngời chói lọi, rồi piyamappa piyama cũng ba ba ha, piyama có nghĩa là gì, piyama này ha, piyama có nghĩa là một sải tay đó, một sải tay tức là cái gì, một sải tay tức là từ cái đầu của ngọn ngón tay giữa đó, từ bên trái mà chúng ta dang thẳng ra, cho đến khi mà ngón tay phải bên chúng ta dang thẳng ra như vậy đó, từ điểm giữa ha, xin lỗi, từ cái đỉnh của cái ngón giữa của cánh tay trái cho đến cái đỉnh giữa của cánh tay phải thì nó được gọi là một cái piyama, một cái sải tay ha. Thì như ba có nghĩa là cái ánh sáng hoặc là hào quang đó, parikitan đây là quá khứ phân từ nha, của động từ mà parikhipati mang nghĩa rằng tức là được truyền ra, được phát khởi. Mà ở đây chia cùng cách với cái gì, chia cùng cách chúng ta sẽ thấy rằng đó là quý chí tăng nè ha, cộng với lại samuccalan đều chia cùng cách hết luôn, vì rằng bậc đạo sư đang là đối cách đi ha. Đấy, tức là sau khi mình nhìn Đức Thế Tôn như vậy rằng nó là cái gì, cái sách thú đây, đây cái sách thú này, chỉ còn cái sách thú sari rằng đi xòa, rồi nhìn thấy cái kim thân, nhìn thấy cái kim thân, nhìn không, xin lỗi, chỉ còn cái sari rằng này mới đúng chứ, nhìn thấy cái kim thân mình như thế nào đây, kim thân đó, kim thân phát ra cái hào quang một sải tay sáng ngời với những cái đại tướng, với nhiều cái đại tướng cũng như là nhiều cái tiểu tướng của bậc đạo sư. Đấy, sau khi nhìn thấy như vậy rồi đó, tức là thấy rõ được các tướng đẹp ở các đại tướng và tiểu tướng của trên thân của Đức Thế Tôn, rồi bắt đầu mới là Buna chanh đá. Buna thì đây là quá khứ phân từ ha, được sử dụng tính từ đó, mang nghĩa là viên tròn đầy đủ đó. Chanh đá tức là cái mặt trăng đó ha, như mặt trăng tròn như vậy đó. Sasirika có nghĩa là cái gì, tính từ, nó cũng giống như tính từ phía trên tức là samuchala đó, tức là sáng ngời chói lọi đó, giống như mặt trăng mà gọi là giống như khi mà nhìn thấy cái gì, cái mú khá đây tức là cái ám chỉ gương mặt nha, tức là sau khi nhìn thấy toàn thân của Đức Thế Tôn với nhiều cái hảo tướng đẹp như vậy, sáng ngời như vậy rồi, bắt đầu là mới nhìn lên cái gì, cái khuôn mặt gọi là chói sáng, Sasirika này, khuôn mặt và chói sáng như là ánh trăng rằm như vậy của bậc đạo sư đó. Rồi Sami Betititang Athirupang Adasa. Rồi bắt đầu Adasa, rồi đây là bất định khứ của động từ mình Basati nha, căn nó căn bis đó, cho nên là lấy cái ngữ căn mà chia đấy, cho nên mới Adasa đó. Rồi mới đã nhìn thấy cái Ithirupang,
cái ngoại diện của một nữ nhân mà đang đứng ha, thí tăng này quá khứ phân từ á, được chia cùng cách với lại cái ithin này nè, chia cùng cách với cái rupang này. Khi mà thấy một cái ngoại diện, tức là một nữ nhân ha, sắc diện của một nữ nhân đang đứng mà sami be, tức là đang đứng gần bậc đạo sư đấy, tức là trong lúc mà quan sát mà ngoại thân tướng của ngài đó, rồi nàng ta chợt thấy cái nàng một cái cô thiếu nữ vậy, trẻ hơn mình rất là nhiều, đẹp hơn mình rất là nhiều nhỉ, đang đứng gần Đức Thế Tôn như vậy, rồi bắt đầu cô ta mới nghĩ rằng ở đây tức là satang oloke toa atapa wang olokenti olokenti suwanna raja hang siya burato kaki sadi sang atanang apa banyi edi maya rupang dithakalato bathaji wahitasa akhi ni pamin susa aho ibisa kesa sopana aho nala tang sopananti sabbe sang sari rabba desanang rupa sirya sama kadita cita asmi rupe pala wasi meha ahosi. Rồi nàng ta như thế nào khi mà nhìn thấy cái cô thiếu nữ này, cái tăng là anh chỉ là cái ithirupan này, cái ngoại diện của cô thiếu nữ đấy. Rồi như thế nào là atapa wang olokenti, rồi khi mà sau khi mà nhìn thấy cô ta như vậy, rồi khi mà đang nhìn lại nhìn khi mà đang nhìn lấy tự thân của mình ha, khi đang nhìn lấy khi đang nhìn 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 lại thân mình đấy, thì như thế nào, thì ở đây tức là suwanna tức là màu vàng nha, và raja hangsi hangsa là cái con có gì, cái con thiên nga đó ha, mà hangsi tức là con thiên nga cái đó ha, giống như một là một cái con thiên nga chúa vậy, giống như một con thiên nga chúa. Burato tức là phía trước ha, mà kaki tức là cái con quả ha, kaka là con quả đực, mà kaki tức là con quả cái đấy. Sarisang tức là giống như, atanang awamanyi đây, awamanyi tức là bất định khứ của động từ, mà awamanyi tí đó mang nghĩa rằng tức là khinh thường, coi thường, khinh bỉ. Tức là sau khi nhìn thấy cái cô đó rồi bắt đầu nhìn lại tự mình, rồi bắt đầu mới khinh cái gì, mới khinh thường cái ata năng, mới khinh thường chính mình nè, cũng vì rằng là giống như cái con quả cái mà đứng trước một cái con mà thiên nga chúa mà với cái bộ lông màu vàng ròng như vậy đó, tức là cái cô kia là nó đẹp đến như vậy đấy, thì khi mà bà nhìn thấy là bà nghĩ rằng bà là giống như cái con quả cái mà đứng trước như vậy đấy, không có thể làm sánh bằng ha. Rồi kế tiếp là sao ta? Ở đây thì chúng ta sẽ nói là ban biên số. Ban biên số cũng là bất định khứ luôn ha. Ban biên số. Từ cái động từ mà ban ma tí nha. Ban ma tí đó. Ban ma tí là ban biên số. Ban biên số như vậy là suy bất định khứ của tôi ba số nhiều đó. Rồi như vậy chúng ta sẽ thấy rằng chủ từ sẽ là cái gì, thí là thật vậy nha. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng ác khi ní đây này, đây tức là ác khí, tức là con mắt nha. Ác khi ní tức là những con mắt, tức là cặp mắt đó, cặp mắt của ai, của tát sa, tức là của cái vị tỳ kheo ni đó, thì cuốn theo. Và ba miền số tức là cái gì, mang nghĩa rằng tức là đảo quanh, bám theo nha. Tức là chị chú ý, chị tập trung toàn bộ cái nhãn lực của mình, chị nhìn vào cái gì đây, tức là thật vậy, cặp mắt của cô ta đó thì chị cuốn theo, chúng ta dùng từ nghe là cuốn theo ha, chị cuốn theo cái gì, ít đi ma giá rupang ha, ít đi tức là em chỉ là thần thông đấy, biến hóa thông đó, mà ma giá tức là thì chúng ta dùng đó là cái sắc diện này được tạo ra bởi cái gì, bởi thần thông ha. Đây. Nếu mình phải loại từ thì loại từ là mang giá, chúng ta dùng cái nghĩa tức là tính từ ha, là bởi, chúng ta dùng từ bởi hoặc như là từ, tức là cái sắc diện mà có được bởi thần thông. Bittakalato tức là trong lúc thấy đó ha,
từ cái lúc thấy đó, từ cái lúc thấy mà cái sắc diễn mà được tạo ra bởi thần thông như vậy đó, à, đúng rồi, bát tha giá này. Thật vậy, từ bắt đầu từ cái lúc mà nhìn thấy cái sắc diện của cái cô gái mà đang đứng hầu quạt hầu Đức Thế Tôn như vậy, được tạo ra bởi thần thông như vậy đó, thì cặp mắt của nàng Rupananda thì luôn là bám chặt vào cô ấy, quá đẹp mà, luôn bám chặt vào cô ấy. Rồi cái tiếp này sẽ là cái gì đây? Rồi xa ở đây là chủ từ đi ha, chúng ta sẽ có cái động từ sẽ là a hồ xí, tức là bất định khứ của động từ hồ tí đó đây. Và phía trước đó, chúng ta sẽ có cái gì đây, ngoặc kép đôi thì xuống tới như đây. Sapi sang tất cả rồi cái thân rồi, như vậy là trong cái câu mặt kép thì chúng ta phải dịch trong câu mặt kép đôi trước nha. Yeah. Tên là cái gì? Aho Imisa Kesa Subana. Aho tức là ôi nha. Ôi Kesa tức là cái tóc đó. À, Kesa Lomana Khadanta Tayo đó. Subana tính từ nghĩa là đẹp ha. Là mỹ miều, là kiều diễm, mà chia theo danh từ nữ tính của Kesa đấy. Ôi những tóc này đó, ôi tóc này thì đẹp quá vậy, ôi tóc này đẹp quá vậy. Aho Nalatang Sopanang. Nalata có nghĩa là gì? Cái trán này đó, cái vầng trán đó, vầng trán này thì đẹp quá, tức là đang nhìn cái cô đó và đang nghĩ ôi mái tóc thì đẹp quá vậy, mà cái vầng trán cũng đẹp nữa vậy. Rồi Sarirappadesanang. Sarira có nghĩa là cơ thể đó hả. Rồi ba đê sa có nghĩa là cái chỗ mà chúng ta phải hiểu rằng, tức là cái dấu hiệu đó ha. Ba đê sa tức là cái vùng, cái chỗ, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng cái điểm hoặc cái dấu hiệu mà trên cơ thể của cô đấy đó. À, vì rằng ở đây chúng ta chia theo là ba đê sa năng sắp bê sang ha, chỉ là cách thứ tư và cách thứ sáu số nhiều đó. Rupa siriya này đó thì ở đây chúng ta sẽ ra chỉ cùng cái là Samma Kadita Chitta. Đây là Samma Kadita ha. Samma Kadita và Chitta. Tên Chitta tức là tâm đấy. À, tức là tâm của cô ấy. Mà Samma Kadita tức là quá khứ phân từ. Quá khứ phân từ mang nghĩa rằng tức là bị lôi kéo, bị cám dỗ. Tức là tâm bị lôi kéo, bị cám dỗ. Bởi cái gì? Bởi cái Rupa Siri này. Siriya tức là bởi cái vẻ đẹp của cái sắc thân này. Bởi vì cái đẹp của sắc thân này, đối với toàn bộ những cái điểm mà trên cơ thể của cô ấy, sắp bê sang sari rắp ba đê sang, tức là toàn bộ từng khu vực trên cơ thể của cô ấy là nàng chú ý từng cái điểm nhỏ, ví dụ như tóc là như thế nào, màu này màu kia, rồi bắt đầu ánh mắt, rồi bừng trán, rồi khuôn mặt, rồi bắt đầu cánh tay, rồi ngón tay, vân vân đấy. Rồi tasmin rube tức là trong cái sắc thân này, balawa sineha ha. Như vậy nàng ta đó đã phát khởi cái sự ái luyến cực mãnh liệt ở trong cái sắc thân này. Mà ở đây chỉ ta là chỉ còn cách phía xa đó, nàng ta đó với cái tâm mà bị cám dỗ, bị lôi kéo bởi cái gì? Bởi cái vẻ đẹp của cái sắc thân, mà đối với mỗi điểm trên toàn bộ cơ thể của cô ấy, thì nàng ta đã khởi lên cái sự ái luyến mãnh liệt vào cái sắc thân ấy. Đấy. Rồi kế tiếp nữa sẽ là, rồi xin mời một vị hoàng hãy đọc cái đoạn này. Có vị nào đọc không? Dạ quý vị mở mic được rồi. Dạ, thật sự con đọc ạ. Sattha tassa tattha iratin nya to dhammang das Desentuva tăng rupang Solavasa Vasudesi Ka Bhavang Atikamitva Visati Vasudesi Kankatva Dasesi Rupananda Oloketva Na Vadidang Patidang Rupang Parimas
sasdisa santi thukka viratta citta ahosi sattha anukkame neva tassa ittiya sakin vichata ma vannang machimitti vannang vannang cha chara china mahalik likitti vannang cha dassesi sapi anupupe neva idangbi antarahitang idangbi antarahitanti charan china kale tang viraja mana kanda danting palita risirang opakang gopanasi kangkang danda parajanang paveda manang viswa iti viya virati atha sattha tang payadina apiputang khatwa dasesi sa tăng ca năng nhẹ và đành năng chá ta lá văn tăng chá chát đề tòa mahavira văn vira và mana bùi mi dân bạch tí tòa sắc kê mút tà ca rí xê ni mút gà áp bá rạp bà răng bà rí quát tí rupa nanda tăng bí viswa iti viya virachi sattha pi tassa iti ya maranang dasesi ya thase ko sen ha ya sa cảm ơn cô ạ. Tôi đọc nhiều quá rồi đọc khi mà chúng ta đọc trong cuốn giải đó thì chúng ta sẽ thấy rằng Atthakatha học Yatika thì chúng ta sẽ thấy rằng những danh từ ghép hay được gọi là samasat được rất là nhiều ha. Cho nên chúng ta học về Atthakatha học Tika đó sẽ là có thế lợi cho chúng ta sau này khi mà chúng ta đọc về những cái từ ghép như vậy, chúng ta sẽ hiểu được cái cấu trúc trong đấy. Còn bằng gì đó mà chúng ta đọc những chữ ở trong chánh văn không đấy thì cái phần mà samasat được rất là ít nha. Cũng có chứ không phải là không có vậy, nhưng mà nó rất là ngắn nha. Đấy, cho nên khi mà chúng ta đọc như vậy thì sẽ có lợi thế cho ta sau này khi mà chúng ta đọc về Tika vậy. Và ví dụ như câu chuyện, chúng ta thấy rằng câu chuyện tương đối là nó dễ chứ không phải là khó vậy. Nhưng mà riêng một cái bài học như vậy đó thì chúng ta sẽ đặt nặng về vấn đề đó là nguyên bản, rồi bắt đầu phải hiểu tương tự cấu trúc trong câu vậy. Thì như vậy vì rằng cái câu chuyện này cũng sẽ xuất hiện ở trong mà gọi là trong Apadana, cái phần mà Theri Apadana hả, hoặc như là trong cái phần mà gọi là Anguttara Nikaya chứ, đề cập về gọi là cái vị tỳ kheo ni này đấy. Cho nên nếu chúng ta đọc bây giờ đó thì sau này chúng ta đỡ phải mất công nè. Đấy. Nên các vị cũng hoan nghị. Rồi bây giờ kế tiếp sẽ là cái gì đây? Trong câu này thì chúng ta sẽ thấy rằng tức là sắc thành là chủ từ ha, và đắc xê xít đó là động từ đó, là bất định khứ đó ha. Từ đâu ra hả? Đắc xê tí đó, đắc xê xí. Tức là bậc đạo sư như thế nào? Mà trước đó chúng ta sẽ có nhát toa ha, tức là bậc đạo sư sau khi biết rõ, nhát toa tức là sau khi biết ha, abiratin, abirati, rati đó, chúng ta còn nhớ không? Rati trong cái bài này là cái gì đây? Cái bài vừa rồi mình chưa, cái bài kệ số 49 chúng ta học ra, cái rati là cái gì? Sự vui thích, đúng rồi, sự vui thích, sự ái luyến ở trong đấy, có vui gì, có thích thú gì, đấy, thì abirati là cái gì? Tức là cực khoái, tức là rất vui, rất hoan hỷ, rất vui thích như vậy. Tức là sau khi mà thấy được, tức là bậc đạo sư sau khi biết rõ được cái niềm gọi là cái niềm mà gọi là vui thích cực kỳ mà của gì, của cái vị tỳ kheo ni Rupananda này ở đấy đấy. Cho nên nó là ngài mới là Descento, ngài mà khi mà đang nói về cái pháp thoại như vậy ha, đó là chỉ còn cách là Sattha đấy, thì tăng Rupang Atikamitoa. Atikamitoa đó là cái gì? Atikamitoa tức là bất biến quá khứ phân từ của động từ atikamati, hàm mang nghĩa rằng tức là chúng ta dùng cho nghĩa là
làm hiện rõ ha. À, chúng ta dùng theo nghĩa tức là, tại vì cái atikamati mang nghĩa rằng tức là vượt qua, nó cũng có nghĩa tức là chiến thắng, là thắng phục, nhưng mà còn có cái nghĩa tức là cái gì, làm hiển lộ đó, làm hiển lộ nha. Như vậy đó là như thế nào, tức là trong lúc mà sau khi mà đức bậc đạo sư sau khi biết rõ được, sau khi biết cái niềm hoan hỷ của cô này, cái niềm vui thích trong cái sắc thân của cái cô mà do ngài hóa hiện ra đó, của vị tỳ kheo ni khách tất sa này, anh chị vị tỳ phi tỳ kheo ni Rupananda này ha. Rồi ở đấy đó là trong cái lúc mà ngài đang nói pháp thoại như vậy đó, là ngài đã làm hiển khởi cái gì, cái ba quá tức là cái trạng thái nha, mà xô lá sát tức là 16 đấy, mà quá sát tức là cái năm đấy ha, udesika tức là cái dấu hiệu mà 16 tuổi đó. Rupang này, cái sắc thân, cái sắc thân cái ngoại hình, cái ngoại diện của cái cô ấy mà có cái trạng thái là 16 tuổi, tức là làm hiển lộ rõ ra. Rồi bắt đầu là ngài mới visati wasudesika katwa, visati là 20 ha, mà wasa cộng với udesika vậy, rồi bắt đầu ngài mới làm cho thành 20 tuổi, tức là như thế nào, tức là ngài dùng cái hình cái ẩn dụ đấy, cái hình dụ ở đấy để nhắc nhở cái tánh mà vô thường cho tỳ kheo ni này. Cho nên trong cái lúc mà gọi là biết được tâm cô này dán chặt vào trong cái hình đó rồi để mà thuyết pháp đó, khi mà đang thuyết pháp như vậy đó, ngài mới dùng thần lực vậy, ngài mới atikamitwa, ngài mới làm hiển lộ rõ ra cái những cái dấu chỉ mà của một cái cô thiếu nữ ở cái tuổi 16 như vậy, cực kỳ đẹp về cả ngoại hình cũng như trang phục nha. Rồi bắt đầu ngài mới dùng thần lực, ngài làm cho là cắt toa, ngài mới làm cho gọi là cái tuổi của cô ấy nó tăng lên, nó tăng lên, tức là nó già đi thành 20 tuổi. Thì như vậy là cái ngoại diện của cô đó cũng có thay đổi chút chút đấy, đắc sĩ sĩ hả. À, ngài ngày ngày làm cho, ngài làm cho rõ đó, ngài làm cho hiểu biết nha. Rồi kế tiếp nữa là cái gì, Rupananda Oloketwa, tức là vị tỳ kheo ni Rupananda này đấy, thì sau khi nhìn thấy như vậy, rồi bắt đầu mới là thô căng quý rắc tá chít ta á hồ sĩ. Thô cá ở đây tức là thô căng, thô cá tính từ có nghĩa là ít nha, mà thô căng có lẽ một chút ít đó, một chút ít. Ở đây chúng ta sẽ thấy động từ đó chia ra bất định khứ là ahosi, nàng ta đấy, tức là vị tỳ kheo ni sau khi nhìn thấy như vậy bắt đầu mới có này, có cái gì, có cái tâm, có cái chitta ha. Mà phía trước chúng ta virata đây là bất biến quá khứ, quá khứ phân từ của động từ virachati nha, đang nghĩa rằng tức là cái gì, mang nghĩa rằng đã ái luyến, đã dính chặt, đã bám biếu vào, tức là đã tức là đã có cái tâm mà gọi là dính chặt vào cô ấy đó, chỉ có chút ít tức là đã giảm đi cái sự mà gọi là ái luyến và cái sắc thân của cô ấy, sắc thân của cái cô mà gái 16 tuổi như vậy đó, tức là giảm cái tâm ái luyến một chút ít đối với cô ấy. Và sau khi suy nghĩ như thế nào, tức là ná quá tí đăng, tức là quá tá cộng với ý đăng nha, ru băng Burima Sadisang quá tá tức là thật vậy ha, chúng ta chia theo gọi là bất định cái gì bất biết từ đó, thật vậy. Y đang rô băng cái sắc này này cái sắc này ná sa đi xá có nghĩa là giống như nha, thì ná sa đi xá tức là không có giống như là burima tức là trạng từ ha, chúng ta dùng burima tính từ chúng ta dùng trước đó đó, chúng ta dùng trạng từ đó. Như vậy là cái sắc quả thật, cái sắc này đó là nó không giống như trước đây. Cho nên khi mà cô nghĩ như vậy đó, sau khi cô quan sát rồi cô nghĩ như vậy, cái sắc này bây giờ sao nó không giống như hồi nãy, mặt mũi là bắt đầu nó có đứng tuổi hơn rồi vậy đó. Cho nên là cô mới giảm nhẹ cái tâm ai luyến đấy, thô căng là chút ít ha. Rồi kế đến đó là Đức Thế Tôn như thế nào nữa, ngài cũng là Desesi, ngài cũng là cho thấy ha. À xin lỗi nha, cái động từ bên đó các sĩ sĩ tức là ngày cho thấy ha, ngày cho thấy đó, chứ không phải là xin lỗi đế sĩ tí đó mới là thuyết ha, mà đã sĩ tí tức là trình bày, làm cho thấy, biểu lộ
Đó, rồi Đức Phật mới biểu lộ cái gì đó, ngài mới cho thấy là cái gì. Kế tiếp đó là cái Tassa Ithiya Sakin. Ở đây tức là Anukamini quá ta Anukamma hả? Anukamina. Anukamina cộng với yêu quá. Anukamina từ Anukamma đó. Anukamma có nghĩa là cái gì? Là thứ lớp và tuần tự ha. Là lần lượt. Đấy. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái gì đây? Chủ từ và động từ rồi còn cái túc từ đâu? Túc từ chúng ta sẽ sử dụng nó là nó vân năng. Túc từ là em chỉ là cái rupang đó hả? Cái sắc thân này này. Mà ở đây tức là cái gì? Chúng ta sử dụng cái quanh năng đó là cái gì? Là cái màu đó hả? Hoặc như chữ quanh áo có nghĩa là cái gì? Cái nước da. Quanh áo vừa là màu sắc mà vừa là nước da nha. Hoặc như là cái sự mà tán thưởng, cái sự tán thán đó cũng là quanh áo đấy. Nhưng mà trong trường hợp thì chúng ta phải ám chỉ là cái sắc diện đó hả? Quý cha tá ở đây tức là quá khứ phân từ của động từ quý cha giá tí nha. Quý cha giá tí có nghĩa là sanh, đã sanh ra đó. Đã hạ sanh đã. Với cái sắc diện như là một cái người mà gọi là đã ít ít thì nhờ cô với bởi bởi cô gái ấy Phật đạo sư đã cho thấy cái gì cái sắc diện của một cái cô Sakin là chính mình đó hả? Của chính một đã cho thấy cái sắc diện của chính một cái cô gái mà đã hạ sanh. Đối với một cái Tassa là cái gì? Tassa em chỉ là Rupananda đó ha, cho Rupananda đó. Theo tuần tự nè. Như vậy là bậc đạo sư nè, thứ lớp hoặc như là tuần tự đó đã cho cái gì chúng ta dịch xuôi là cho Tassa này cho là Rupananda thấy được rằng đó là cái sắc diện cái ngoại diện mà của một cái cô thiếu nữ mà đã sanh tức là đã hạ sanh một người con rồi đấy rồi bắt đầu là mách chí má đó còn ít thi quanh ná ha mách chí má là ở trung đó ở giữa đấy mà ít thi quanh ná tức là cái ngoại diện của một cái thiếu nữ hoặc như một cái cô gái hoặc một phụ nữ đi ít thi dùng phụ nữ hoặc như là ngoại diện của một phụ nữ trung niên này. Rồi bắt đầu là cha ra chim ná, cha ra là già nha. Cha ra là già. Chim ná ở đây tức là tính từ. Anh nghĩ rằng là lão hóa, già nua. Mahalika tức là cái gì? Tức là cao tuổi. Ít thi quanh ná rồi cũng như vậy, cũng là cho thấy cái gì? Cho thấy cái ngoại diện của một phụ nữ mà già nua, lớn tuổi. Đấy, cho nên đó là tức là Đức Phật chuyển mà từ 16 tuổi thành 20 tuổi rồi bắt đầu ngài mới dùng thần lực ngài mới cho cô ấy thấy được tuần tự ha cái Tassa này thấy được cho cái mà Rupananda này thấy được tuần tự đó là cái ngoại diện của cái cô gái ấy này này là từ cái việc mà sanh ra một sau khi sanh nè rồi bắt đầu là khi mà trung niên nè cũng như là khi mà lão niên già nua rồi bắt đầu là lưng còng má hót vân vân đấy. Rồi ở đây nữa là cái gì đây? Rồi Sabi Anu Anubbene quá Anubba là tuần tự thứ lớp đấy hả? Lần lượt đấy cũng giống như là cái từ mà Anukama đó. Đấy. Anubbene e quá. Và chúng ta có cái động từ là cái gì? Quyết chí ha. Nhưng mà phía trước chúng ta có một cái ngoặc kép đôi xuống tới đây. Chúng ta sẽ là cái gì đây? Idam bi antarahitang. Tức là idam antarahitang.
y đăng antara hi tăng. Như vậy đó là cái gì, là chúng ta tách ra là antara hi ta, đây là quá khứ phân từ của động từ mà antara đa gia tí nha. Đúng rồi, antara hi ta tức là quá khứ phân từ, antara đa đa gia tí, đa gia tí, đa gia tí có nghĩa là cái gì, đã biến mất. Đấy, đã biến mất, đã biến mất, đã đi khỏi, đã mất đi. Như vậy là cái gì, tức là cái sắc này đó đã biến mất, sắc này đã biến mất rồi. Rồi charajinakale trong cái lúc mà gọi là trở nên già nua như vậy đó thì virajamana. Virajamana ở đây chúng ta chia theo hiện tại phân từ. Đó là quý ha, vir là rời khỏi đó, mà rajya tức là cái sự ái luyến đó. Cái mà virajati đó ha, tức là thoát khỏi cái sự mà ái luyến đó. Thì mình dứt khỏi cái sự ái luyến. Khanda dantin. Khanda ở đây là bất biến, quá khứ phân từ được sử dụng như tính từ mang nghĩa là đã vỡ tan. Rồi còn cái dan danti này hả? Đanh tá đó ha, từ cái đanh tá đó, đanh tá là răng đó, mà chia theo nữ tính nữa ha. Đanh tin là răng, từ khi mà răng rụng đó ha. Trong cái lúc mà gọi là trong cái lúc cái gì đây đây nè, trong cái lúc mà gọi là từ bỏ cái điều ấy, nên chúng ta coi trước cái này đi, khi mà răng rụng nè, rồi bắt đầu balita si răng. Balita si rằng là balita có nghĩa là gì? Balita có nghĩa là tính từ đó, quá khứ phân từ sử dụng như tính từ có nghĩa là bị bạc đó. Si ra tức là khi mà đầu bị bạc đó ha, răng rụng đầu bạc rồi đó. Rồi ô bắc gá ở đây đó thì chúng ta dùng theo nghĩa tức là cũng quá khứ phân từ luôn, nghĩa rằng nó đã bị gãy đó, bị gãy. Mà gobana si quăng cá. Gobanasi hả, cũng quăng cá đấy, từ đi chúng ta học rồi nha. Đây, sự cong quẹo đó, chúng ta còn nhớ không? Gobanasi. Gobanasi thì chúng ta dùng theo nghĩa là cái gì? Cái sừng bò đó hả? Chúng ta dùng nghĩa. Thật sự là cái từ mà không. Cái từ mà gobanasi ở đây là danh từ nữ tính, danh từ nữ tính có nghĩa rằng tức là bị uống công mà bởi tuổi già đó, mang nghĩa rằng tức là cái gì, quăng cá ha, quăng cá là tính từ mà chúng ta bật ra phía sau khi mà đã ghép lại với nhau đó, nó tạo thành cái là gobanasi quăng cá đó, ám chỉ tức là cái gì, tức là với cái lưng đã cong xuống ha, vì tuổi già đó. Rồi Dandabarayanang. Đanh đá có nghĩa là cái cây gãy ha. Đanh đá thì cũng gãy. Parayana chúng ta dùng theo nghĩa tức là sự giúp đỡ, sự trợ giúp. Tức là với cái sự trợ giúp, tức là cái việc chống gãy đó. Rồi Bawedamanang. Diswa Bawedamanang. Bawedamana có nghĩa là thấy sợ hãi ha. Đi xoa đó tức là bất quá khứ phân từ động từ Basati đó, tức là sau khi thấy mà
hiện tại từ chưa. Xin lỗi. Như vậy ba quê đó mà năng ở đây tức là hiện tại phân từ của động từ ba quê đó tí mà nghĩa rằng tức là khi mà có sợ hãi. Tức là sau khi thấy những cái hiện trạng như vậy đấy. Ati quy giá quy rắc chí. Quy rắc chí tí tức là dứt bỏ, đúng rồi, dứt bỏ. Như đó cha mana ha, tức là mới thoát khỏi được cái sự tham ái. Ati quý giá tức là rất nhiều. Rồi như vậy nguyên cái cụm này là cái gì đây? Nguyên cụm này tức là cái gì? Rồi tỳ kheo đi mà Rupananda cũng cái gì? Trong cái lúc mà gọi là trong cái lúc mà cái sắc thân của cái cô mà do Đức Thế Tôn dùng thần lực hóa hiện đó, nó bị già nua đi. Thì cô ấy mới suy nghĩ rằng đó tức là cái sắc hồi nãy đó, tức là cái vẻ đẹp hồi nãy đó bây giờ nó đã biến mất. Cái này nó đã biến mất, tức là cái vẻ đẹp đó. Vẻ đẹp lúc 16 tuổi rồi thì biến mất. Rồi bắt đầu ngày hóa hiện thành 20, rồi bắt đầu vẻ đẹp của 20 nó biến mất là khi mà hóa hiện thành cái cô gái mà đã hạ sanh một người con vậy, rồi bắt đầu biến mất nữa khi mà ở trung niên, rồi bắt đầu lão niên vân vân đấy. Rồi cái gì nữa? Rồi tức là sau khi mà rồi bắt đầu là khởi, sau khi mà nhìn thấy rồi phát khởi là cái sự mà kinh cảm ha, phải như là thấy kinh cảm ba quê đã ma năng. Khi mà đang nhìn thấy cái sự mà kinh cảm như vậy nó chuyển đổi bằng cái việc tức là như bằng cái việc ví dụ như là răng thì rụng nè, tóc thì bạc nè, rồi bắt đầu đó là răng rụng tóc bạc. Ô bắt giá cũng là quá khứ bằng từ. Ngô bà nó si quăng cá tức là lưng còng đó ha. Mang nghĩa rằng tức là lưng còng đó. Lưng còng vì tuổi già đó ha. Lưng còng vì tuổi già. Và phải nương tựa vào cái việc mà trợ giúp của cái cây gậy. Quách chia ra mana. Tức là trong khi mà ở đây chia cùng cách với cái xa đó ha. Trong khi cô ấy mà đang gọi là đang rồi đúng rồi, như vậy là cái gì đây, cái tăng đã thì như là cái sắc diện mà do Đức Phật mà hóa hiện ra cái cô gái đó đấy hả, tức là trong cái lúc mà gọi là thấy cái sự già nuôi như vậy cô mới nghĩ rằng tức là cái vẻ đẹp này là đã biến mất, vẻ đẹp này đã biến mất rồi, tức là cô mới quý rách chama là cô ấy không còn mà ưa thích, tức là cô ấy quý rách chama tức là cô đã giảm cái sự mà ưa thích đối với cái gì đối với cái sắc thân của cô, của cái cô gái mà do Đức Thế Tôn mà hóa hiện ra ha. Rồi sau khi mà nhìn thấy cái những cái hiện tướng khác nữa, ví dụ như là răng rụng nè, tóc bạc nè, cũng như là còng lưng nè vì tuổi già, hoặc như là cái việc mà gọi là nương tựa vào cái cây đó ha, nương tựa vào cái cây gậy đó, thì cho nên đó là khi mà nhìn thấy như vậy có kinh cảm rồi bắt đầu cố đã cái sự ái luyến á đã không quy ra chí tức là bất định khứ ha, quy ra chí tức là cô ấy đã thoát đi cái quy ra chí có nghĩa là cái gì, quy ra chí có nghĩa là không có còn ái luyến ha, tức là giải thoát khỏi ái luyến đó, cô ấy đã giải thoát, cô ấy đã dứt đi cái sự mà gọi là ái luyến và cái sắc thân của cô kia cũng khá nhiều rồi, anh tiên quý giá cũng rất là nhiều rồi ha. Rồi sau đó là như thế nào nữa? Các vị hoan hỷ ha, tại vì cái đoạn nó hơi khó tí xíu vậy. Rồi bậc đạo sư đây này, sau khi mà Abibu tăng ra đi nè. Abibhuta ở đây tức là quá khứ phân từ ha. Của cái động từ abibhavati vậy mà nghĩa rằng tức là bị chinh phục, bị khắc phục. Như vậy tức là bậc đạo sư đây này. Rồi bậc đạo sư đó đã làm.
đã làm Abhibhuta Katva luôn, tức là em nghĩ là tên là đã làm cái tăng này nè ha, đã ngày để dùng thần thông á, ngày ngày khiến mà cho cái cô mà gọi là do thần lực ngày hóa hiện ra đó, là bị bệnh tật gia đí, tức là bệnh bệnh hoạn ha, bệnh tật nó chi phối mà đắc xê xí, tức là gì, đã hiện lộ ra để cho cái cô mà Rupananda thấy rằng, rồi bậc đạo sư đó đã làm cho cô Rupananda thấy rằng, sau khi mà ngài dùng thần lực ngài biến cái cô gái mà ngài biến ra đó chịu cái sự mà tác động của bệnh hoạn, tức là bị bệnh như vậy đó. Rồi tăng khá ná ha, tăng khá ná ngày lúc ấy, rồi cái cô Rupananda này chắc đê toa có nghĩa là quăng bỏ đó, bất biến quá khứ phân từ đó, quăng bỏ, quăng mất đi. Ta lá quanh ta, ta lá có nghĩa là cái cây thuốc nốt ha, cái lá cỏ đó, và quanh ta tức là cái gì, tức là cái chiếc quạt đó ha. Hồi nãy cái cô đó có cầm quạt, cô đứng hầu đứng thế tôm đó, mà quanh tá này em chỉ tức là cái cán quạt đó, đúng rồi, cái cán quạt lá thuốc nốt đó ha, đấy, lá cỏ đó. Rồi đanh đá ở đây, đanh đá có nghĩa là và cây gậy luôn nha, ở đây chúng ta sẽ thấy hàng chá đây có hai cái nè. Và cái cô này, cái xa này không phải là cái cô mà Rupananda, mà cái xa này em chỉ là cái cô gì, là cái cô mà cho Đức Phật mà hóa hiện ra đấy. Rồi khi mà bị bệnh tật và chi phối như vậy, cô ấy đó, khi mà bệnh mà tác động chi phối, cô không còn đứng vững được nữa, cô mới rớt cái quạt cũng như là khuỵ xuống, tức là quăng luôn cả cái cây gậy cũng như là cái quạt luôn nha. Rồi Maha Viratang Virawamana, rồi Maha Virawá này là cái từ chúng ta học rồi đó hả. Virawá có nghĩa là sự thét gào đó, sự hét lên đó, sự thét gào đó. Rồi Virawamana tức là hiện tại phân từ đó được chia cùng cấp với xa ra này. Tức cô mới hét lên một tiếng lớn vậy. Tức là hét lớn lên, khi mà té gục xuống như vậy mới hét lên một tiếng lớn như vậy. Rồi Bhumiyam Patipa, rồi bắt đầu mới nằm luôn trên mặt đất. Rồi Sakke Mutakarise. Karisa tức là cái sắc thân này bắt đầu mới được. Ở đây chúng ta sẽ nói là Nimukga là chia cùng cấp với cái xa này ha. Nimukga là quá khứ tương từ đấy, của động từ mà Nimuchati đó. Nimuchati đó mang nghĩa rằng tức là cái gì? Mang nghĩa rằng mới là mới chìm xuống, và cái sắc thân này đó mà cô ta mới chìm ở trong cái gì? Karise Mutta. Như vậy cái Mutta ta ám chỉ là cái vật thải ra đó ha. Cái vật mà thải ra cùng quá khứ tương từ đó, của cái sắc thân này. Tức ám chỉ là khi đó là bắt đầu, khi mà cô té đau như vậy rồi bắt đầu cô gục ngã xuống, dạ, thì cũng là phân nước tiểu vân vân đấy, dạ, thì cô bị Nimukga này, cô bị chìm ở trong, tức là nằm bệt ở trong cái những cái vật uế trượt mà thải ra từ thân của mình đấy. Rồi apara có nghĩa là chúng ta gặp chung là apara parang, tức là một cái trạng từ luôn, dạ, mới nghĩa rằng tức là lên xuống đấy, khoảng chỗ này chỗ kia đấy. Pariwati có nghĩa là gì? Pariwati có nghĩa là lăn tròn ha. Rồi tức là cái gì? Sau khi mà té xuống như vậy, nằm dài trên đất, rồi bắt đầu là bị sau khi té rồi nằm trên đất, rồi bắt đầu mới lăn ở chỗ này chỗ kia và rơi vào cái vũng mà gọi là những cái vật uế trượt mà được thải ra từ thân của cô ấy đấy. Đấy. Rồi kế tiếp là Rupananda đây này. Rupananda đi xoa tức là sau khi thấy cái hiện trạng như vậy đó, thì Ativiya Virachi tức là không có còn, tức là Virachi tức là không còn tham ái à, tức là loại trừ rất là nhiều cái tham ái rồi, tức là mới dứt bỏ cái sự mà ái lý và cái sắc thân của cô kia nữa, rất là nhiều rồi, mới loại bỏ rất là nhiều rồi. Rồi sắc tha biết đã giải thích giờ mà răng đã xe xí.
Như vậy chúng ta sẽ ra xí xí ha, là bất định khứ của thứ ba số ít. Chúng ta sẽ sát tha là chủ từ đây, là bậc đạo sư mới cho thấy cái gì? Cho thấy cái sự chết của cái cô gái ấy cho cái tóc xanh hả? Rupananda hả? Tức là mới làm hiển lộ cái sự chết của cô ấy cho cô Rupananda thấy. Rồi cái tăng khá ná, tức là ngay cái lúc ấy đấy, thì như thế nào? A bách chí này mang nghĩa rằng tức là bất định khứ đó, mang nghĩa rằng ta tạo ra đó hả? Mà Uddu Mataka là gì? Uddu là ở trên đó hả? Mataka tức là tập trung, là Uddu Mataka tức là em chỉ là cái sự sưng lên, tính từ bao quát tức là cái trạng thái sưng lên hả? Như vậy ngay lúc ấy này cái xa tức là em chỉ là cái gì, cái cô ấy đó, cái cô gái mà do hóa hiện đó hả, cái thi thể của cô đó, khi mà cô gục xuống cô chết rồi đó, em chỉ chết rồi nè, thì cô mới gì, cô mới khởi, mới phát khởi ra cái gì, cái đặc, mới phát khởi ra cái tướng trạng, hoặc như là mới phát khởi ra cái biểu tướng, tức là nó trương sình lên. Em chỉ tức là ngay lúc ấy đó thì cái sắc thân của cô ấy đó nó bị trương sình lên. Rồi na quá hí qua na mu khê hí ở bên qua tí vô chia quá. Ở đây chúng ta sẽ ra bakarisu tức là bất định khứ của thứ ba số nhiều, đang nghĩa rằng tức là chảy ra đó hả. Mà chúng ta sẽ thấy chủ từ sẽ là cái gì? Chủ từ chúng ta sẽ là bú lá hoa nha. À đây bú lá hoa đây. Và trước bú lá hoa chúng ta có là búp bá quá tí vô nữa này. À, bú lá hoa có nghĩa là bú lá hoa có nghĩa là những cái con dòi đó, những con dòi. Rồi búp bá quá tí giá, búp bá quá tí hả? Búp bá quá tí là chia theo số nhiều, chúng ta sẽ thấy là búp bá quá tí vô chá. Bú la hoa chá. Đây. Bú la hoa tí đó là cái gì? Cái trạng thái mà gọi là thối rửa đó hả? Trạng thái mà thối rửa kèm những là những cái con dòi đó. Bắt đầu nó là như thế nào? Nó mới rỉ ra. Bắt cái rỉ xuống là nó mới rỉ chảy, nó mới bò ra, lúc nhúc ra như vậy. Khỏi cái gì? Khỏi cái gì? Ở đây chúng ta là na quá hí tức là số 9 đó hả? Chỉ còn cách đó là qua na mú khá tức là cái bề mặt của vết thương đó. Anh chị tức là có chín cái khiếu đó, chín cái lỗ đó ha, mà nó tuôn chảy ra những cái vật mà có quế trong cơ thể này, bao gồm đó là hai cái lỗ ghèn, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, một lỗ miệng, cái miệng nhỉ, và lỗ tiêu và lỗ tiểu. Đấy, chín cái lỗ đó đấy. Như vậy là cái gì? Tức là cái xác thân của cô này đó bắt đầu nó bị trương sình lên, ngay cái lúc ấy bị trương sình lên, Đức Phật dùng các thần thông mà hóa làm cho nó chạy nhanh hơn nhỉ, làm cho là những hiện tướng này nó diễn ra nhanh hơn. Đấy. Rồi. Cái trạng thái mà gọi là bị thối rửa cũng như là dòi bỏ đó, bắt đầu nó rỉ chảy ra, nó nứt ra, bắt đầu nó tuôn ra khỏi cái chính cái lỗ này, chính cái khiếu này ha. Rồi bắt đầu là kakarayo tức là kaka cộng a-a-a-dayo tức là những con quả vân vân đấy, sanipatita tức là sau khi mà nó tụ tập lại, rồi bắt đầu wilumbiso, rồi bắt đầu nó gấp đi. William Bá Tí có nghĩa là lấy trộm, mang nghĩa là nó mới đánh cắp đi, nó mới tha đi, nó cấu xé cái xác thân đó. Rồi tiếp nữa là cái gì đây? Rupananda bi tăng ô lô kê toa, tức là nàng tỳ kheo ni Rupananda này mới sau khi nhìn thấy cái hiện tướng như vậy. Rồi đây ngoài kiếp đô xuống tới đây ha. Rồi bắt đầu mới bác sĩ đây. Đây. Bác sĩ mới là bất định khứ của động từ mà bác sĩ đó ha. Mới đã nhìn thấy cái gì, cái đặc tướng mà vô thường này, anicchato đây này. Anicca lakkhana tức là cái gì, cái biểu tướng, cái đặc điểm mà cái vô thường bên ngoài. Nhưng mà ở đây anicchato tức là anh chỉ là cái tướng trạng đó ha. Cái bản chất mà vô thường đó, attapa quan này trong cái cơ thể này. Đấy. Mà trước khi đó là cô suy nghĩ như vậy. Ayang itthi imasmin ye watthane charang patta. Ở đây chúng ta sẽ thấy là imasmin thane ha, chỉ thay vì trí cắt đấy. Tức là ngay chỗ này, tại cái chỗ này thane, tại chỗ này nha. Thì ayang itthi charang patta. Cái cô gái này thì như thế nào? Cái cô gái này đó thì
cha răng, nhưng mà dùng cái tính từ ha, có lẽ già đua là bắt 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 là bắt ta là quá khứ phân từ của động từ mà bắt ta tí đó ha, mới rơi vào đã chia theo nữ nữ tính đó của ít thi đó. Cái cô này này, cái cô thiếu nữ này này, ngay cả tại chỗ này, ngay tại chỗ này luôn, thì cô này đó bị rơi vào cái việc mà già, tức là cô ấy trở nên già. Đấy. Rồi bia đi bắt ta, rồi cô ấy bị bệnh, trở nên bị bệnh, maranang bắt ta, rồi mới mà mệnh chung. Rồi imasa atapa wasa e wa mi wa. E wa mi wa tức là e quăng ha, e quăng e quá, như vậy đấy. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng imasa atapa wasa tức là sắc thân này, đối với cái sắc thân này của ta, ime me này ha, đối với cái sắc thân này của ta cũng vậy đây này. Thì như vậy như thế nào? Thì cái chara yadi marana thành là sự già, sự bệnh và sự chết. Ở đây là sự nha. Ở đây là sự chứ không phải là tính từ phía như phía trên này nha. Sự già, sự bệnh và sự chết này sẽ đến đối với cái sắc thân của ta cũng giống như vậy. Đó. Tức là sau khi mà thấy cái hiện trạng như vậy, cho nên nàng ta quan sát rằng cái cô này đó cũng bị già chi phối, bị bệnh chi phối, bị chết chi phối, thì ta cũng như vậy luôn. Đấy. Thì từ khi mà thấy được như vậy là atta pa wan anicca to basi, thì cô ấy mới thấy được cái bản chất vô thường của trong chính cái bản thân này, chính cái sắc thân này. Rồi anicca to ditthatta evapana dukkhato anattato dithiyo va hoti. Ở đây chúng ta dùng theo nghĩa là cái trạng thái nha, tức là sau khi thấy được cũng với cái trạng thái thấy được cái đặc tính vô thường rồi cho nên chúng ta là biết thô cộng yêu quá hồ tí nha. Rồi như vậy là từ cái việc mà thấy được cái đặc tính vô thường, cho nên là có cái việc thấy được cái đặc tính khổ và vô ngã. Đấy. Rồi chúng ta sẽ là cái gì đó nè. Atasata yo bawa aditageha viya giwaya badakuna bang viya chobathahinsu kamathana bimukhan chittang bakkhandi. Ở đây chúng ta sẽ bakkhandi ha. Bắt hành đến là động từ hiện tại ngôi thứ ba số nhiều đấy. Mà trước đó thì chúng ta sẽ có là ubatha hiên số đây này là bất định khứ ngôi thứ ba số nhiều ha. Mà cái này là bất định khứ đây. Ta yo ba qua là cái cõi giới đó, mà tam hữu đó nè. Đó là từ là dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó. Dục hữu, sắc hữu và sắc hữu đấy. Atha rồi nha, Atha tức là đối với cô ấy đấy, đối với cái vị tỳ kheo ni đó đấy, thì tam hữu này. Aditta ghê ha. Ở đây là ví như là cái gì? Ví như cái ngôi nhà mà Aditta tức là quá khứ phân từ nha, mang nghĩa rằng đó là Phật cháy đó. Ví như ngôi nhà mà bị cháy đó, bị thiêu đó. Ám chỉ là cái gì? Rồi tam giới này ví như là cái ngôi nhà mà đang cháy. Đối với cô ta đấy, ghi qua là cái cổ nha, mà bắt đá cú na bát tức là quá khứ phân từ đó, còn động từ bát đá tí đâu mà nghĩa là cột đó, chói đó, mà cú na bát có nghĩa là cái gì, cái tử thi, cũng ví như là cái gì, ví như là cái tử thi mà cột ngay cổ như vậy đấy. Như vậy là có hai cái ví dụ nha. Chúng ta sẽ thấy có chữ giá phía sau chữ quý giá rồi này. Chúng ta có thể là để chữ chá, quý giá ở trên đây cũng được. Quý giá chá và quý giá chá ở đây. Ubatta hinsu. Ubatta hinsu tức là mang nghĩa rằng là khởi sanh đây, chia theo số nhiều đây này. Vì rằng có hai cái ví dụ. Rồi cái gì? Rồi đối với cô ta, rồi đối với cái vị tỳ kheo ni này này, thì tam giới đó cũng ví như là cái ngôi nhà mà đang rực cháy. Và cũng giống, và đối với cô ta đó đã khởi sanh ha. Ubatta hiền xuất thì đã khởi sanh, hoặc như là đã hiểu được
cô ấy đã khởi sanh lên cái trí để biết rằng đó là tam giới này cũng giống như là ngôi nhà bị cháy, hoặc giống như là cái gì không, giống như là cái tự thi mà được cột vào cổ ha, vào cổ của mình như vậy. Có hai hình tượng, đó là cái gì rồi, cho nên là cái gì đây, kamathana bimukhang, đó là kamathana ha, còn apimukha, kamathana có nghĩa là cái đề mục mà tu tập đó, apimukha tức là đối diện trực diện đó, chít tăng đó, khi mà tâm đối diện trực diện cái đề mục tu tập như vậy, bất khanh lý ở đây tức là cái gì, tại nghĩa là an trú thiết lập à, như vậy là tâm á, như vậy là vị ấy ha, như vậy cô ta đó mới thiết lập tâm ha, đối diện trực diện vào cái đề mục của tu tập như vậy. Như vậy là cái gì, cô ta đó sau khi mà hiểu được rằng đó là tam giới này đó cũng giống như là ngôi nhà bị cháy, hoặc như là một người mà gọi là đeo cái xác, đeo cái tử thi mà trước cổ như vậy đó, cho dù có đi đâu đó thì người đó cũng không có được sự an lạc. Thì giống như tam giới này cũng giống như ngôi nhà lửa như vậy đó ha, cho dù đó là mình ở trong nhà, mình ra phía trước nhà, mình leo lên nóc nhà, hoặc như mình đứng phía sau nhà, thì đều có thể là bị thiêu đốt, hoặc như là bị bỏng cho đến gần như chết ha. Nếu mà chúng ta ở trực diện ở trong thì chúng ta chết chắc. Nếu mà đi ra ngoài cách xa đó thì bắt đầu cũng bị bỏng. Cho nên chúng ta phải cần tránh xa nên như vậy, cũng giống như là một người khi mà đeo cái xác hay cái cổ như vậy đó. Thì khi nào mà tháo gỡ ra thì lúc đó người đó mới được tự do mà đi lại ha. Đấy. Thì khi mà phát khởi lên cái trí như vậy đó, rồi cô ta mới thiết lập tâm vậy, thiết lập tâm an trú vào trực diện vào cái điều tu tập như vậy à, tại vì chúng ta còn cái bài kể này ở trong mà gọi là Theri Abadana, chúng ta còn phải câu chú giải trong cái bài kể này nữa. Cái bài kể này là chưa có là bài kể chính nha, hôm nay chúng ta tạm nghỉ tại đây đi. Bữa sau chúng ta coi hết cái bài này rồi cái phần chú giải trong bài kệ, cũng như là chúng ta qua bài kệ khác. Và sư xin kết thúc bài học hôm nay tại đây nhận phần phước phát sinh và sự chia sẻ pháp cũng như đến tất cả chư thiên và xin chia đều đến tất cả các vị. Ngưỡng mong quý vị luôn luôn được an lạc trong những pháp của Đức Phật Gautama và được kết thúc bài học. Kính thưa tất cả các vị, hồi hướng mà có Buddha Sasanang Kirang Tittatu 3 lần. Buddha Sasanang Kirang Tittatu. Buddha Sasanang Kirang Tittatu. Buddha Sasanang Kirang Tittatu. Sadhu, sadhu, sadhu. Sa rụ, sa rụ, sa rụ. Dạ chúng con xin kính tri ân sư ạ. Xin mời lớp nghỉ ạ.